Các bạn đang nghe truyện ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới trên kênh TV Audio CV. Chương 272, Diệp Thiên Dật, ta bất lực quá, 2. Đợi để làm gì? Vẫn phải sử dụng thuộc tính băng sao? Điều gì xảy ra nếu thực sự là thuộc tính băng của hắn mạnh như vậy? Hắn ta biết thuộc tính băng của mình rất mạnh, dù sao thì hắn ta cũng đã luyện hóa thánh vật như vô thượng thánh tâm liên, nhưng... Âm 100. Không 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 độ hắn thực sự không thể cảm nhận được, hắn đã từng chiến đấu với những người khác rồi, cũng không đến mức lạnh như vậy mà. Ngay sau đó dụng cụ mới được mang đến. Triệu Thiên Thu đi đến bên cạnh dụng cụ và đưa tay ra, phát động thuộc tính lôi. Điểm số tăng vọt lên 837, sau đó hắn ta gật đầu. Được rồi, lần này dụng cụ không có vấn đề gì, tiếp tục đi. Diệp Thiên giật gật đầu và bước tới, đặt tay lên đó, mọi người lại nhìn chầm chầm vào hắn thuộc tính này khác với thực lực. Ngươi vẫn có thể chủ động che giấu thực lực. Còn thuộc tính thì chỉ cần người chỉ giải phóng một chút thuộc tính, dụng cụ cũng sẽ cảm nhận được không khác gì lúc ngươi giải phóng ra toàn bộ. Điểm số tăng vọt, phá vỡ một nghìn điểm ngay lập tức. Tất cả mọi người. Ngay lập tức, một nghìn năm trăm. Mười nghìn. Diệp thiên giật. Mọi người. A a a. Diệp thiên vật tức chết mất a a a a sao lại thế này hắn đâu có muốn gây ai chọc ai đâu Đệt! mọi người hít một hơi khí lạnh sao lại thế nữa rồi rốt cuộc là lại bị làm sao nữa lại nữa rồi tên dịp thiên vật này là thần con mẹ nó rồi thi gia nhất nhịn không được lẩm bẩm một câu nàng đã được nhìn thấy mấy lần dịp thiên vật làm vỡ tinh vận thạch rồi nàng biết nguyên nhân là gì bởi vì thiên phú của hắn quá mạnh, nhưng mà lần này, 1086 điểm, cao gấp hơn nghìn lần hàng lực của võ giả bình thường. Việc này khiến nàng cảm thấy còn khoa trương hơn cả việc làm vỡ tinh vận thạch, lại còn là hai lần liên tục điều đo lường ra đúng số này, nên nàng cũng tin tưởng đây là sự thật mặc dù nó thật sự là rất hoang đường. Hàng tuyết, ngươi thấy thế nào, sau đó thi gia nhất quay sang hỏi bạch hàng tuyết. Bạch hàng tuyết nói, từ trước kia ta đã cảm thấy hàng lực của Diệp Thiên Dật cực kỳ cường đại rồi, ta là người chủ tu hàng lực, cho nên đối với hàng lực ta có cảm giác cực kỳ mẫn cảm, hàng lực của Diệp Thiên Dật mạnh hơn hàng lực của ta rất nhiều rất nhiều lần, nhưng ta cũng đã thử cảm nhận qua, hoàn toàn không có lạnh đến mức độ ấy mà. Ý của Bạch Hàng Tuyết chính là nàng cũng không rõ ràng chuyện này lắm. Không hiểu, không hiểu, không thể hiểu nổi, chắc là chị mộ sẽ biết. Thi gia nhất không biết nên nói cái gì nữa, nàng biết Diệp Thiên Dật có được thuộc tính băng từ lúc nào, chỉ một khoảng thời gian ngắn như vậy, làm sao lại? Đúng. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn mà, tức chết. Mé, mà thôi không sao, không sao, dù gì thi gia nhất nàng cũng là thuộc tính không gian, từng. Cứ nghĩ như vậy thì cũng cảm thấy cân bằng hơn một chút, nàng vẫn rất lợi hại, từng, không sai. Triệu Thiên Thu và các giáo viên còn lại nghẹn họng trân trối nhìn cảnh tượng này. Chuyện này phải giải thích thế nào đây? Thật là khó hiểu. Cung Thiên Thành nắm chặt nắm đấm, tại sao lại thế này? Trong đôi mắt xinh đẹp của tử yên nhiên lóe lên ánh sáng. Quả nhiên người này bất phàm. Một lần thì có thể nói là trùng hợp, nhưng hai lần thì chắc chắn không thể nào là trùng hợp được. Nhưng nàng thật sự là không cảm nhận được hàng lực của Diệp Thiên Dật lạnh đến mức ấy mọi người ở đây đều xuất hiện một mớ dấu chấm hỏi trong đầu. Triệu Thiên Thu nói, lại đổi một cái khác đi. Mọi người. Sau đó có một cái dụng cụ mới được mang lên. Lại thử một lần nữa đi. Triệu Thiên Thu nhìn Diệp Thiên Giật nói. Diệp Thiên Giật thở dài một hơi, rất bất đắc dĩ lại đặt tay lên dụng cụ một lần nữa. Được thôi, hắn cũng chỉ đành tiếp thu sự thật này mà thôi. Hắn muốn khiên tốn cũng khiêm tốn không được nữa, thế thì hắn chấp nhận còn không được sao? Lát nữa về phải đi hỏi thần tiên tỷ tỷ xem chuyện này là thế nào mới được. Xoát. Con số tăng nhanh chóng mặt, cuối cùng thông thả dừng lại, sau khi con số dừng lại, biểu tình của mọi người dần trở nên khiếp sợ. Ba lần. Tận ba lần đều cho ra kết quả cùng một con số. Chuyện này thật kỳ lạ. Chẳng lẽ cả ba dụng cụ đều bị hỏng sao? Điều này là không thể, chẳng lẽ hàng lực của hắn ta gấp cả nghìn lần sức mạnh những võ giả bình thường thật sao? Từng ực xung quanh im ắng chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt mà thôi. Đây là thần tiên từ đâu tới vậy? Cái này là thật hay giả thế? Ngay khi cảnh tượng này diễn ra trước mặt bọn họ cũng không thể tin được. Phù triệu thiên thu thở vào một hơi thiên tài đúng là thiên tài vô song. Quả nhiên khi nhìn thấy hắn đã có cảm giác hắn bất phàm người này thật sự là thiên mệnh chi tử mà đúng thật là không có vấn đề gì với những dụng cụ kia cả ba cái đều không có vấn đề gì vì vậy vấn đề chắc hẳn nằm ở dịp thiên dật hắn ta rất đặc biệt có thể hắn có bí mật nào đó mà họ chưa biết hắn có thể cảm nhận được hàng lực của dịp thiên dật chắc chắn không lạnh đến thế nhưng mà khi nhìn con số này hắn cũng không biết phải giải thích thế nào lựa chọn giữ hắn ở lại học viện là điều hiển nhiên hơn nữa hàng lực mà hắn cảm nhận được cũng không hề yếu một chút nào. Triệu Thiên Thu cũng không cần phải giải thích gì nhiều, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Giật nói, đi vào đi, tham gia vòng thảo hạch tiếp theo đi. Dạ. Diệp Thiên Giật gật đầu và bước vào. Phó trưởng viện, chuyện này. Ngài không giải thích một chút sao? Chuyện này là thế nào? Cung Thiên Thành vội vàng hỏi. Mọi người nhìn Triệu Thiên Thu đầy nghi ngờ. Ta không có gì để giải thích cả. Có lẽ hắn là một người đặc biệt. Ta cũng không biết lý do. Một lát nữa ta nói chuyện sau. Các ngươi thực sự nghĩ rằng hàng lực của một người nào đó có thể đạt đến mức gấp một nghìn lần mức bình thường sao, âm một trăm nghìn độ. Điều này là không thể nào. Đúng vậy, nhưng tài năng của hắn không tệ, vậy nên, chúng ta phải tiếp tục khảo hạch. Triệu Thiên Thu cũng không nói sự thật, vì hắn đang bảo vệ Diệp Thiên Dật trong lòng hắn luôn cảm thấy điều này là không thể nào nhưng hắn luôn cảm thấy không nhất thiết phải điều tra làm gì thật sự không có gì là không thể nghe được lời nói của triệu thiên thu tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm quả thực không nghĩ ra được vung thiên thành nắm chặt tay hắn không ngốc trong lòng dường như biết cái gì nhưng lại không muốn tiếp nhận đây có phải là lý do tại sao tử yên nhiên tỏ ra đặc biệt quan tâm tới hắn ta ngàn vạn lần cầu mong điều đó là không phải nhưng hắn lại luôn cảm thấy được phó viện trưởng bị người này hấp dẫn cho nên đặc biệt quan tâm đến hắn lúc này bạch hàng tuyết bước tới đặt tay lên dụng cụ một nghìn ba trăm ba mươi mọi người cung thiên thành cái quái gì thế này tại sao lại thêm một người nữa thế này tâm lý của bọn họ muốn bùng nổ lắm rồi sức mạnh hàng lực của hắn ta không thua mấy người trong toàn bộ thành cửu châu thiên nhưng trong nháy mắt lại bị hai người vượt xa như thế này hai mắt triệu thiên thu sáng lên mười ba lần lại là một thiên tài hàng đầu nữa sau đó bạch hàng tuyết bước vào trong xinh đẹp như vậy khí chất tốt như thế lại còn là thiên tài đỉnh cao hình như nàng và người vừa rồi có quan hệ gì đó với nhau người vừa rồi chắc là không phải là thật đâu nhưng chắc hẳn hắn phải có cái gì đó đặc biệt rốt cuộc họ là người đến từ đâu xem ra học viện cửu châu thánh có thể không yên ổn rồi đây, mười đại yêu nghiệt chắc hẳn là sắp bị xóa ngôi rồi đây. Học thủy bước lên, sau đó phóng thích lực lượng thuộc tính hỏa. 919 mọi người. Qua. Đôi mắt của triệu thiên thu lại phát sáng, đánh chết hắn cũng không thể tin được. Chất lượng học sinh năm nay quá tốt rồi, thi gia nhất bước ra sau hỏa thủy. Là một trong những siêu mỹ nhân được mọi người chú ý, tất nhiên có rất nhiều người giỏi theo nàng thi gia nhất biểu thị mình không cần thảo hạch bởi vì nàng đến đây làm giáo viên nhưng lại này không thể để cho một mình dịp thiên giật chiếm sống được đúng không nào thế cho nên nàng phải ra mặt chiếm bớt sống của hắn mới được thi gia nhất đặt một tay lên dụng cụ mọi người không không gian trời ạ vậy mà lại là thuộc tính không gian chờ đã số điểm này 330 Thuộc tính không gian mà có 330 điểm Cái này Cái này Tất cả người đều chết lặng Không gian và thời gian là thuộc tính tương đối đặc biệt Những cường gia tu luyện mấy chục năm cũng mới có thể đạt được 100 điểm Hiện tại mỹ nữ này lại có điểm thuộc tính không gian hơn 300 điểm Triệu Thiên Thu mở to mắt Chuyện là Ta đến đây để làm giáo viên Thi gia đứng ở ngoài Nói xong bước vào mọi người chuyện gì đang xảy ra thế bên kia diệp thiên giật bước đến vòng thảo hạch thứ hai có một vài cô gái đang chạy về phía hắn anh đẹp trai điểm thuộc tính của ngươi mạnh hơn gấp nghìn lần thật sao thật là khiến ta kinh ngạc chào ngươi ta có thể xin số điện thoại của ngươi không anh đẹp trai ầm ngươi có giấy không để ta lau chân cho ngươi nha Diệp thiên dật tỏ vẻ hắn thật là khổ quá mà cái vẻ đẹp trai chết tiệt này quá thu hút đám con gái a à, đúng là rất phiền phức đi đi đừng làm phiền ta dịp thiên dật nhìn thấy bạch hàng tuyết theo sau liền kiệt mũi xua đuổi những cô gái kia đẹp đẹp trai quá đời đẹp trai mà mắng người cũng đẹp nữa a a a a Diệp thiên dật bởi vì dịp thiên dật bạch hàng tuyết bao gồm cả họa thủy họ thực hiện vòng thảo hạch đầu tiên có kết quả đều rất kinh người cộng với vẻ đẹp trai của Diệp thiên dật nên ngay lập tức cả trăm học sinh đang xem ở vòng thảo hạch đầu tiên vội vàng chạy theo họ để xem vòng thảo hạch thứ hai triệu thiên thu tỏ vẻ tự nhiên đi theo phía sau quân thiên thành cũng không tin vào cái chuyện kỳ lạ này vì vậy hắn ta cũng đi theo yên nhiên ngươi có biết người đó không thân phận của hắn là gì thế Cung Thiên Thành bắt đầu dò hỏi thông tin từ Tử Yên Nhiên. Sao mà Tử Yên Nhiên lại không hiểu hắn có ý gì chứ, liền cười nói, ồ, ta cũng không biết nữa. Sau đó, nàng tiếp tục đi về phía trước. Cung Thiên Thành siết chặt nắm đấm. Hắn cảm thấy sự đối xử bất công của Tử Yên Nhiên đối với hắn và sự quan tâm mà nàng dành cho tên kia. Hắn ta rất khó chịu, những học sinh của Học viện Cửu Châu Thánh nghe nói rằng khảo hạch tân sinh năm nay có người đạt được thành tích rất cao, có mấy cô nàng xinh đẹp và một người rất đẹp trai. Họ không tin vào điều này cho lắm, vì vậy ngày càng có nhiều người đến xem khảo hạch hơn. Lúc họ nhìn thấy Bạch Hàng Tuyết và hai cô gái kia, bọn họ đã tin được một chút. Và khi họ nhìn thấy Diệp Thiên Dật, Đệt! Hắn ta quá đẹp trai, Tiểu Hàng Tuyết, ngươi thấy ta chung thủy với ngươi chưa, ta thậm chí còn không bận tâm tới mấy người con gái ngoài kia. Diệp Thiên Dật cười nói với Bạch Hàng Tuyết. Đó là bởi vì phẩm chất của mấy cô gái kia không đạt tiêu chuẩn của ngươi. Họa Thủy đi tới ném một câu chặn họng hắn luôn. Diệp Thiên Dật. Ta cũng nghĩ vậy. Bạch Hàng Tuyết gật đầu. Hu hu. Ta khổ quá mà. Cả một không gian rộng mở phía trước, hàng chục người đang đứng chen hàng với hàng chục giảng viên, Họ đều đến để xem khảo hạch. Một người đàn ông trung niên bước đến trước mặt họ và nói, "Ta là giám khảo của vòng khảo hạch này. Ta tên Vương Bình và cũng là giáo viên của học viện Cửu Châu Thánh." Vòng này cũng là vòng khảo hạch cuối cùng. Càng ngày càng có nhiều người vây quanh, đương nhiên rồi, mỹ nữ rất dễ thu hút sự chú ý của người khác, mỹ nam Diệp Thiên Dật cũng thu hút được sự chú ý của mấy cô gái này. Diệp Thiên Dật tỏ vẻ chính mình không hề muốn thế muốn trầm lặng lạnh lùng nhưng cũng không được, bởi vì chủ yếu là hắn quá đẹp trai, cho dù là những mặt khác tài năng bình thường, nhưng với gương mặt đẹp trai như vậy có muốn bình thường cũng không bình thường được, vậy thôi khỏi giả bộ luôn cho đỡ. Ngươi trước. Vương Bình nhìn hắn, Diệp Thiên giật gật đầu, sau đó cùng Vương Bình đi tới khoảng đất trống phía trước. Nội dung của vòng này rất đơn giản. Ta sẽ đánh ra lực lượng tương đồng với cảnh giới của ngươi chỉ cần chống đỡ được 50 chiêu của ta, ngươi sẽ vượt qua vòng này." Vương Bình nói với Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật sờ nhẹ vào chóp mũi của mình. "Ừm. Nếu ý ta là, nếu ta đánh bại được ngươi thì cũng được tính là thông qua đúng không?" Mọi người. Tất cả mọi người đều im phăng phắc khi nghe xong câu hỏi của Diệp Thiên Dật. "Ha ha." Ngay sau đó, nhiều người đang đứng xem nhịn không được mà cười toáng lên. Ha ha, tên tân sinh này đúng là người điên rồ nhất mà ta từng thấy trong đời đấy. Đệt mợ, ta học ở đây đã 3 năm, và ta chưa thấy bất kỳ học sinh năm nhất nào não phẳng như vậy. Đánh bại. Ha ha, thật là thú vị. Đây chẳng lẽ là một kẻ ngu ngốc bẩm sinh ư? Không thể nào. Thầy Vương Bình là pháp tắc cảnh thập giai. Tuy rằng hắn sẽ cố tình đè cảnh giới xuống ngang với cảnh giới của tân sinh, nhưng thân thể và thực lực vẫn cao gấp mấy lần cảnh giới bình thường ngươi còn muốn đánh bại hắn thậm chí một số người lúc nãy đã nhìn thấy màn thảo hạch vòng một của dịp thiên dật trước đó cũng không nhịn được bật cười nhiều cô gái thầm nắm chặt tay khi nghe những lời mỉa mai của mấy tên kia buộc một cô gái đấm một phát vào mắt của một kẻ đang chế nhạo dịp thiên dật ở sau lưng mình ngươi im mồm lại đi sủa gì mà nhiều thế Người ta đẹp trai thế thì không được nói mạnh miệng sao? Còn ngươi xấu như vậy mà còn ở đó nói người khác? Cầm đi. Mọi người. Chuyện gì lại đang diễn ra nữa vậy? Đẹp mợ, hắn ta đẹp trai và việc phát ngôn mạnh miệng có liên quan méo gì đến nhau không? Thế chẳng lẽ không đẹp trai là không được nói mạnh miệng à? Việc này và đẹp trai hay không liên quan méo gì? Quái lạ. Không hiểu nổi. Khi ung thiên thành và tử yên nhiên đi đến gần. Họ nghe thấy lời nói của Diệp Thiên Dật. Đồ đần. Ung Thiên Thành thầm chửi rủa hắn trong lòng, đúng là một tên đần, đánh bại giáo viên. Cho dù cảnh giới của hắn có bị trấn áp ngang với tân sinh, thì cảnh giới nguyên thủy của hắn vẫn rất cao. Có thể hắn có thể bùng nổ lực lượng và tốc độ bằng với thầy ấy được, nhưng nó không có nghĩa là hai người có thể giao chiến giống những người đồng cấp thật sự, chỉ giống như một chiếc bánh quy thông thường và một chiếc bánh quy nén mà thôi, chúng giống hệt nhau kích thước giống nhau, nhưng chất lượng trên lệch là rất lớn. Hơn nữa, nếu hắn ta nói những lời hung hăng như vậy trước mặt giáo viên của mình, hiển nhiên người bình thường ai cũng sẽ có chút khó chịu và làm khó dễ hắn, nhưng giờ Diệp Thiên giật lại yêu cầu như vậy, thì có thể trách ai được chứ, tự yên nhiên dựa vào gốc cây, khóe miệng nở nụ cười, nhìn Diệp Thiên giật tỏ vẻ thích thú. Nếu là người khác, nàng thực sự có thể nghĩ rằng mình đang nghe lầm hoặc là người đó đang giả vờ. Tất nhiên, cái tên diệp thiên dật này đang giả vờ tỏ vẻ thật nhưng tại sao cảm giác khi nghe tên này ra vẻ lại khác với những người khác thế không sao dù sao thì nàng cũng thích điều này có lẽ vì tên đó đẹp trai vương bình sững người một lúc rồi không nhịn được bật cười thành tiếng ha ha được thôi vậy thì ngươi đến đây đi hắn tự dẻo trong lòng không ngờ luôn tất cả học sinh mới bây giờ đều điên cuồng như vậy à tên đó không hề để mình vào mắt được rồi cứ chuẩn bị đi vì ngươi đã yêu cầu như vậy nên ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ ngươi đừng hòng có thể thông qua khảo hạch nhé vương bình vẫy tay và một vòng tròn xuất hiện trên mặt đất xung quanh hai người họ ngươi thấy vòng tròn này chưa đây là sân đấu của chúng ta trong trận chiến ngươi có thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào ngươi thích ta sẽ không sử dụng bất kỳ võ kỹ hay sức mạnh thuộc tính nào nhưng nếu ngươi không thể đỡ được 50 chiêu hoặc là bị đánh ra khỏi vòng tròn này, thì ngươi sẽ bị coi là thất bại, nếu ngươi hiểu rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức. Diệp Thiên giật gật đầu, và sau đó khí thế kích động, bộc phát ra lực lượng của Huyền Thiên Cảnh Bát giai. Huyền Thiên Cảnh Bát giai. Thành thật mà nói, học sinh năm nhất mà là Huyền Thiên Cảnh Bát giai cũng thuộc nhóm khá là mạnh, học sinh năm nhất không nhất thiết phải rất trẻ cũng có nhiều người rất mạnh có thể trực tiếp trở thành học sinh của lớp cao cấp của học viện cửu châu thánh vì sao những người mạnh như thế rồi còn đến đây đó là bởi vì cho dù cảnh giới của họ đã không thấp nhưng học viện cửu châu thánh vẫn có thể giúp đỡ họ rất nhiều thêm một điểm nữa hậu viện của cửu châu thánh là một nơi rất lợi hại ở nơi này còn có một bí cảnh nữa nghe nói ai có thể đi vào bí cảnh luyện tập đều được thay đổi về chất và thăng hoa hầu như những người tài năng đến đây đều là nhằm tới bí cảnh đó. Huyền thiên cảnh bát giai Cảm nhận được cảnh giới của Diệp Thiên Dật, Quân Thiên Thành không khỏi nở nụ cười kinh miệt. Hắn ta nghĩ mình giỏi đến mức nào? Chỉ là huyền thiên cảnh bát giai. Chắc hẳn hắn nghĩ thế là cao lắm rồi. Quân Thiên Thành chính là pháp tắc cảnh thập giai, đã sắp tiến vào lĩnh vực cảnh rồi, huyền thiên cảnh bát giai tính là cái gì? xem ra còn chưa đủ đẳng cấp trung cấp của học viện cửu châu thánh chỉ là dưới trung cấp có không dưới nghìn người trong toàn bộ học viện cửu châu thánh có cảnh giới cao hơn hắn ta và quan trọng hơn người này mới là huyền thiên cảnh bác giai chứng tỏ rằng hắn không được đào tạo tốt khi còn là một đứa trẻ điều này có nghĩa là gì thứ nhất thân thể của hắn không đủ mạnh thứ hai thuộc tính băng của hắn mặc dù rất mạnh nhưng hẳn là không khoa trương đến mức như vậy nếu không thì tại sao đến tuổi này rồi mà hắn mới là huyền thiên cảnh bác giai, nghĩ đến đây, cung thiên thành thở vào nhẹ nhõm, có lẽ người này không đặc biệt cho lắm. Ngoại trừ những con số kỳ quái ở vòng thảo hạch đầu tiên, mặt khác thì cũng không có gì đặc biệt lắm, ở trong mắt hắn, tuổi này, trình độ này, không có gì là lạ. Trước khi dịp thiên giật giải phóng cảnh giới của mình, nhiều người đồn đoán rằng hắn thực sự là một thiên tài đỉnh cao, nhưng thiên tài đỉnh cao lại chỉ là huyền thiên cảnh bát giai thôi sao? Xem chừng thì hắn ta cũng gần 20 tuổi rồi chứ có ít gì nữa đâu. Thiên tài hàng đầu nào của học viện cửu châu thánh này mà không đạt tới pháp tắc cảnh ở tuổi 20 chứ? Rất nhiều người đang khó chịu trong lòng, những người ghen tị với vẻ đẹp trai của Diệp Thiên Dật lúc trước, chắc hẳn bây giờ cũng bớt khó chịu một chút nhỉ, thật nực cười khi không biết hắn lấy đâu ra tự tin để mà nói ra câu đó nữa. Huyền thiên cảnh bác giai chứ gì? Vương Bình trong nội tâm chế nhạo. Đồ đần, sau đó, Vương Bình cũng bộc phát ra lực lượng của huyền thiên cảnh bát giai. Vậy thì, chúng ta hãy bắt đi. Là thí sinh, ta nhường ngươi ra tay trước. Vương Bình vẫn đứng đó. Diệp Thiên giật sờ chóp mũi của mình. Được thôi. Theo khí thế của Diệp Thiên giật phóng ra ngoài, tóc và quần áo khẽ tung bay. Vèo sau đó Diệp Thiên giật giơ tay phải lên và lao tới không dùng lực lượng thuộc tính sao. Sau đó Vương Bình tùy ý đưa tay ra để đỡ. Lúc này, khóe miệng của Diệp Thiên Dật hơi nhếch lên. Vương Bình nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch lên của Diệp Thiên Dật, hắn có một dự cảm xấu không thể giải thích được, nhưng làm sao có thể. Chẳng lẽ cần phải lo lắng trước tên nhóc con này sao, trao đổi, lực lượng nhân đôi. Hệ thống cấp không của Diệp Thiên Dật có bốn thuộc tính có thể đổi, sức mạnh, tốc độ, phòng thủ và tinh thần một trăm nghìn giá trị cuồng ngạo có thể nhận được quyền nhân đôi một trong những thuộc tính này trong ba phút thế nên hắn áp dụng nhân đôi lực lượng huyền thiên cảnh bát giai mà lực lượng của huyền thiên cảnh bát giai được nhân đổi lên thì là cấp bậc gì chắc hẳn cũng phải gần tiếp cận lực lượng của pháp tắc cảnh rồi diệp thiên giật thực sự không muốn giả vờ ra vẻ tí nào nhưng kể từ vòng khảo hạch đầu tiên cái mị lực chết tiệt này đã khiến hắn phải ra vẻ rồi bây giờ dừng lại thì có ích gì chứ bây giờ cứ để hắn thể hiện độ đẹp trai của mình đi, tiếp tục để bọn họ chảy nước. À lộn, ý hắn là chảy nước miếng. Chỉ tăng sức mạnh đơn thuần sẽ không làm tăng khí thế của Diệp Thiên Dật, nhưng khi hai sức mạnh va chạm thì khác. Bùng khi hai nắm đấm chạm vào nhau. Vương Bình Vào lúc đó, lực lượng huyền thiên cảnh bát giai mà hắn giải phóng ra lại bị một lực lượng mạnh hơn nghiền nát. Trầm mọi người Nói thật, bọn họ sống lâu như vậy, Sao có thể chưa thấy qua chuyện ly kỳ nào? Nhưng chuyện này cũng lạ lùng quá thể rồi. Vương Bình, giáo viên học viện, phóng ra lực lượng tương đương với Huyền Thiên cảnh bát giai, sau đó đánh một quyền. Hắn bay ra ngoài, bay ra khỏi vòng tròn, rơi xuống mặt đất. Xung quanh, tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng, ung thiên thành trợn trừng mắt. Sao? Sao có thể? Chuyện này quá vô lý. Cả hai đều là Huyền Thiên cảnh bát giai, một người là giáo viên áp chế sức mạnh đến cảnh giới đó, có thể phân được mạnh yếu, nhưng thay vào đó, học sinh mới lại nghiền ép giáo viên, là nghiền ép, chứ không đơn giản nhìn ra mạnh yếu, sao có thể xảy ra chuyện này, đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên nhiên sáng lấp lánh. Được rồi, có lẽ nên quen dần với những biểu hiện mạnh mẽ của anh Diệp dần đi là vừa. Thật sự cảm thấy hắn làm mình càng ngày càng hứng thú với hắn, dù đã gặp không ít đàn ông ưu tú, nhưng tới bây giờ vẫn chẳng có ai làm nàng hưng phấn, nàng thích cảm giác như vậy. Đờ mờ. Mẹ nó, ảo lòi. Chuyện gì đây, không phải hắn là Huyền Thiên Cảnh Bát giai à? Hay hắn che giấu cảnh giới? Không đúng không đúng, đó rõ ràng là sức mạnh của Huyền Thiên Cảnh Bát giai. Đẹp. Đẹp trai quá đi. A a a a a. Ai có giấy không, mau mau mau, đưa ta ít giấy, đưa ta ít giấy. Diệp Thiên Giật bày tỏ, hệ thống nhà ngươi cho ta một cái hệ thống làm màu có được không hử? Hoặc là một hệ thống trai bao cũng được đấy, chứ thế này thật tiếc cho tài nguyên dồi dào của ông đây. Cái đó, ta bẩm sinh đã có sức lực hơi mạnh một chút. Diệp Thiên Giật gãi đầu nói. Vương Bình bò dậy, chỉ Diệp Thiên Giật. Ngươi, ngươi thì trâu bò rồi. Hắn cắn răng, đây là yêu nghiệt gì vậy, vây ta có qua không? qua, ra sau chờ. Tốt rồi. Diệp Thiên giật cười cười đi xuống. Sau đó từng người một tiến hành khảo hạch, hoặc thông qua, hoặc thất bại, tóm lại hôm nay chỉ tuyển một nghìn học sinh, sau khi đủ người vượt qua hai vòng đánh giá thì buổi tuyển sinh hôm nay kết thúc, lúc ấy trời cũng đã sẩm tối. Diệp Thiên Dật mới tới học viện Cửu Châu Thánh đã nổi danh, nhưng càng nổi tiếng hơn là chuyện tử yên nhiên chủ động khoát tay Diệp Thiên Dật. Biết sao đây, Địa vị của cô gái này ở thành Cửu Châu Thiên quá đặc biệt, vừa là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, vừa là con gái rượu nhà họ Tử, lại là cô giáo của tiểu công chúa. Khoác tay Diệp Thiên Dật thôi cũng làm rất nhiều người chú ý, bao gồm cả những người theo đuổi nàng. Một lý do khác làm Diệp Thiên danh vang danh bốn phía là giá trị nhan sắc của hắn. So với những võ giả bình thường, ngoại hình của hắn hẳn phải cao hơn gấp ngàn lần. Lực lượng thuộc tính vẽ như chẳng đáng nhắc tới vì nào có ai tin có một người biến thái đến như vậy mọi người chỉ cho rằng hắn có chỗ nào đó rất đặc biệt khiến dụng cụ không thể giám định bình thường được mà thôi ví như trên người hắn có linh khí quấy nhiễu chẳng hạn một nghìn người thông qua khảo hạch tập trung ở quảng trường phía trước là phó viện trưởng triệu thiên thu và nhóm giáo viên có cả rất nhiều đàn anh đàn chị triệu thiên thu nhìn lướt qua mọi người rồi nói chúc mừng các ngươi trở thành một thành viên của vọc viện cửu châu thánh bây giờ ta có hai chuyện muốn nói chuyện đầu tiên, xin nhiệt liệt hoan nghênh giáo viên mới của Học viện Cửu Châu Thánh của chúng ta, giáo viên thi gia nhất. Một bóng người đi lên trước mặt họ. Lao sao, có người từng thấy thi gia nhất, nhưng phần lớn vẫn chưa từng gặp, vậy nên lúc bọn họ nhìn thấy nàng, phải nói là như thấy tiên nữ. Con bà nó. Đây mà là giáo viên. Phát, ta sốc rồi. Đẹp thế này thừa sức trở thành một trong thập đại mỹ nữ của Học viện Cửu Châu Thánh chúng ta vào tốt năm cũng không thành vấn đề, không không không, tốt 3 hẳn còn ổn chán. nhìn cũng chẳng lớn hơn chúng ta bao nhiêu, sao có thể làm giáo viên? chắc đây là giáo viên trẻ tuổi nhất rồi. trừ đẹp ra thì nàng còn chỗ nào đặc biệt chứ? ta mặc kệ, ta mặc kệ. từ nay về sau nàng chính là nữ thần của ta, ta phải làm học sinh của nàng. thi gia nhất vừa xuất hiện đã gây nên một trận ầm ĩ, cô thi mời cô giới thiệu bản thân với mọi người một chút. Triệu Thiên Thu cười nói với Thi Gia Nhất. Dù Thi Gia Nhất còn nhỏ tuổi nhưng vẫn rất được bọn họ tôn trọng, vì khả năng kiểm soát không gian của nàng vượt trội hơn rất nhiều võ giả tiền bối có thuộc tính không gian khác. Có lẽ nàng là người có cảnh giới yếu nhất trong nhóm giáo viên, nhưng nàng lại vô cùng đặc biệt. Thi Gia Nhất mỉm cười nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói, vậy. Không cần phải giới thiệu lại tên của ta nữa ha, bổn tiên nữ nhận được lời mời của Học viện Cửu Châu Thánh, vốn không định tới nhưng phía học viên cửu châu thánh thật sự quá có lòng nhất là vì mời bổn tiên nữ tới mà thi gia nhất dừng một chút rồi cười nói tiếp trong video đính kèm thư mời có mấy vị lãnh đạo đã khóc lóc thảm thiết nước mắt nước mũi tèm lem nói mình có bao nhiêu sùng bái bổn tiên nữ nếu bổn tiên nữ không đến bọn họ sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa thế nên hai cũng vì quá tốt bụng cho nên bổn tiên nữ đã tới đây rồi mọi người đám giáo viên. Sao bọn họ lại không biết thế nhỉ, không sai, thi gia nhất vừa lên tiếng đã làm cho mọi người quá là sốc. Miệng Diệp Thiên giật giật một cái, đúng là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời, không biết xấu hổ, đúng mặt dày hơn cái thau. Có lẽ các ngươi đang nghi ngờ, bổn tiên nữ còn nhỏ tuổi, da trắng mặt đẹp, khí chất cao quý, trí tuệ hơn người, nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn, sao mà làm giáo viên được. Mọi người. Sau đó Thi Gia Nhất mỉm cười nói, đơn giản là vì ta đẹp thôi, được rồi, cứ vậy đã, tạm thời ta sẽ dạy ở lớp mới của lớp trung cấp, lớp 20, chủ yếu dạy về thuộc tính không gian, dĩ nhiên cũng dạy vài thứ khác, chẳng hạn như làm thế nào để phân biệt ra nam, làm thế nào để phòng bị người khác cắm sừng, tóm lại là mấy loại vấn đề khá thâm sâu. Diệp Thiên Dật. Mọi người. Triệu Thiên Thu nhếch mép, sau đó cười một tiếng. Ha ha. Cô thi quả là học rộng tài cao ha ha, tạm thời sẽ phân học sinh mới sang lớp trung cấp 20 của cô thi, tất cả võ giả thuộc tính không gian của học viện chúng ta cũng phải học với nàng, được cô thi giảng dạy về thuộc tính không gian là một cơ hội cực tốt của các ngươi đấy. Vậy giờ chúng ta đến chuyện thứ hai, chia lớp. Triệu Thiên Thu tạm ngưng rồi nói tiếp, nhân tiện cô thi đang ở đây, học viện đã tính điểm thành tích qua biểu hiện của các ngươi, cũng chia lớp xong rồi. Vậy trước hết ta sẽ đọc danh sách học sinh mới vào thẳng lớp 20 của cô Thi, đọc đến tên ai mời đến chỗ cô Thi nhận thẻ học sinh, họa thủy. Vừa dứt lời họa thủy chạy lên sân khấu. Ô hát ship. Người đẹp. Người đẹp kìa. Sao chất lượng học sinh mới năm nay cao dữ vậy? Học sinh mới này vừa tới, bảng xếp hạng Mỹ nữ lại phải thay đổi rồi. Mà tuổi không lớn lắm đã được lên thẳng lớp trung cấp rồi sao, họa thủy lên đài lại làm không khí sôi trào. Thiên phú của họa thủy không tệ, trước đó đã lên được huyền thiên cảnh rồi. Dù Diệp Thiên giật quán giận nàng nhưng cũng phải thừa nhận, nàng rất đẹp cũng rất lợi hại. Bạch Hàng Tuyết Đến lượt Bạch Hàng Tuyết, lúc bọn họ vừa nhìn thấy nàng, cả đám đều trợn trừng mắt, má nó, chất lượng học sinh mới năm nay thật quá kinh người, Diệp Thiên giật. Diệp Thiên giật hơi nâng khóe miệng, đi lên sân khấu tầm ý, gái đẹp đi đến đâu cũng được người người chú ý, đây là một một chuyện hết sức bình thường, tất nhiên, trai đẹp cũng thế, nhưng rõ ràng là kém xa phái nữ. Có điều Diệp Thiên giật lại hoàn toàn ngược lại sao? Vì hắn không chỉ đẹp trai bình thường, có khi nói hắn đẹp trai còn là đang làm nhục hắn, vậy phải khen hắn thế nào đây, thật xin lỗi, không tìm được từ nào để hình dung. Một cô gái xinh đẹp khiến toàn trường ồ lên cũng là chuyện rất bình thường nhưng một chàng trai đẹp không có danh tiếng lên sân khấu cũng khiến nữ sinh thét chói tai thì quá không bình thường nếu ngươi vốn nổi tiếng thì chuyện này chỉ như bữa cơm hàng ngày nhưng lên sân khấu với tư cách là học sinh mới mà cũng làm các cô gái điên cuồng như thế thì thật quá khoa trương đúng thế đấy lúc dịp thiên dật lên sân các em gái phía dưới hét không ngừng hơn nữa còn càng ngày càng to ai nói chỉ cho con trai công khai theo đuổi con gái còn con gái lại không thể theo đuổi con trai được người ta thường thấy hot girl trường học được đám nam sinh vây quanh chứ hiếm khi thấy con gái vây quanh một hot boy nào đó, bởi lẽ phái nữ đều khá dè dặt, vừa thấy một anh đẹp trai đã mặt đỏ tim đập chân run rẩy, dè dặt. Cũng là chuyện thường thôi. Thì ra hắn tên là Diệp Thiên Dật, tên thật là hay. Ôi chu choa. Quá quá đẹp trai, đẹp trai đến mức ta muốn rụng trứng luôn rồi các chị em ơi, đẹp trai đến chảy nước miếng. Ư ừ, ư ư, lớp trung cấp 20 chứ gì đừng ai cướp với ta, sáng ngày mai ta sẽ mang bữa sáng cho hắn. Ban đầu đã có khoảng mấy chục cô gái nhìn thấy Diệp Thiên giật rồi, mắt cứ thế mà dán lên người hắn, lên men một buổi chiều, hàng chục nghìn nữ sinh, hơn 10.000 nam sinh đều tụ tập ở nơi này, trừ những thiên tài đỉnh cấp ở hậu viện, gần như toàn bộ học sinh của học viên cửu Châu Thánh đều có mặt ở đây, các nữ sinh nóng dài cổ để tìm học sinh mới đẹp trai, đến khi ánh mắt chạm phải Diệp Thiên Dật thì không rời đi được nữa những cô gái đó si mê nhìn dịp thiên giật. Bỗng dưng thấy, những hot boy thiên tài gì đó trong học viện, so với hắn thì cũng chẳng còn, ngon, nữa. Trên sân khấu, tự yên nhiên nhìn lướt qua những ánh mắt cuồng si của các cô gái bên dưới, chỉ có thể lắc đầu. Nói thật, bề ngoài của dịp thiên giật quả thật quá xuất chúng, đến nàng còn không nhịn được tán thưởng, chứ đừng nói đến những bé gái này. Yên lặng, yên lặng, yên lặng. Triệu Thiên Thu vội vàng gầm lên. Sau đó giọng của hắn chìm nghiễm trong những tiếng thét chói tai. Dừng lại. Hắn quát lớn hơn chút nữa, nhưng vẫn chẳng ai thèm để ý Triệu Thiên Thu. Các người đẹp, yên lặng một chút nào, Phó Viện Trưởng có chuyện cần nói. Sau đó Diệp Thiên giật miễn cười nói vào micro. Nháy mắt toàn trường đã không còn một tiếng động. Triệu Thiên Thu. Má. A a a a. Hắn. Hắn gọi ta là người đẹp. Hoa hoa. Hắn thấy ta là người đẹp. Ta đi chết đây. Đẹp, mơ đấy, người hắn gọi là ta. Cúc cúc cúc. Người mới phải cúc. Hắn gọi ta. Sau đó ở một nơi nào đó có hai cô em lao vào cấu xé nhau. Mọi người. Đung, thế này có hơi quá không? Quân thiên thành nhìn màn này, âm thầm siết chặt nắm đấm. Diệp thiên giật đẹp trai vậy cơ à? đến thế chắc. Đờ mờ, trong lòng vô số phái nam cũng y hệt Uông Thiên Thành, vừa hâm mộ vừa ghen tị gần chết. Diệp Thiên giật thầm vuốt trán Tiểu hàng tuyết, ngươi còn không quý trọng ta nữa, ta sẽ bị người khác đoạt mất đấy. Diệp Thiên giật nói thầm vào tai bạch hàng tuyết bên cạnh. Bạch hàng tuyết. Khốn nạn. Tên này quá khốn nạn, tối qua nàng giúp hắn như vậy mà giờ hắn còn nói thế với nàng. Nhất quyết mặc kệ hắn luôn xong việc bọn họ đi về nhà, thi gia nhất là giáo viên nên phải làm quen với học viện, lúc về nhà đã nhá nhem tối rồi. Vì gần một tuần kế tiếp đều là ngày chiêu sinh, mấy ngày này học sinh mới không phải đi học. Học viện lớn nhưng cũng rất tự do, mấy ngày qua bọn họ cũng chỉ có ăn chơi vui đùa, chờ ngày nhập học chính thức. Về chuyện hàng lực của Diệp Thiên Dật, hắn có hỏi qua mộ thiên tuyết, nàng cho Diệp Thiên Dật biết một chuyện, Hàng lực của nàng có thể đạt xấp xỉ âm 200.000 đồng lực của dịp thiên giật còn chưa lạnh đến mức đấy, nhưng dù hắn không cố gắng tu luyện thì hàng lực cũng đã đạt được chừng âm 100.000 độ. Đó là nhờ có vô thượng thánh tâm liên, và cả thể chất băng cực chi tâm của hắn nữa, còn tại sao rõ ràng hàng lực của dịp thiên giật không cao như vậy nhưng dám định lại ra cao như thế? Thì mộ thiên tuyết nói không biết, nàng không quá hiểu cái máy kia. Dù thế thì Diệp Thiên Dật chỉ cần biết trong tương lai hàng lực của hắn có thể sẽ vô cùng đáng sợ là đủ rồi. Một buổi tối ba ngày sau. Diệp Thiên Dật, sau ba ngày nay ngươi không đến học viện, mấy người lại tụ lại trong nhà Diệp Thiên Dật, ngồi nói chuyện trên ghế sofa. Diệp Thiên Dật ngửi được mùi thơm trên người mấy cô gái, hắn thấy thật là thư thái. Đến làm gì? Dù sao bây giờ học sinh mới cũng đâu đã phải học gì đâu, ta ở nhà chơi không được à, Diệp Thiên giật nhún vai nói. Mấy cô gái trong học viện rất quan tâm đến ngươi như thế, sau ngày khảo hạch đã chẳng thấy bóng ngươi, hôm nay ta còn thấy hai cô bé nhớ ngươi đến phát khóc rồi kia kìa, ngươi làm chồng quốc dân mà không đi an ủi các nàng một chút sao, thi gia nhất bất đắc dĩ nói. Đám con gái ở học viện Cửu Châu Thánh lẫn học viện Thiên Thủy đều thật ngốc. Có cần phải cuồng đến vậy không, thực sự không phải các nàng háo sắc đâu, bàn về gia cảnh, năng lực, các nàng đều cao hơn nữ sinh ở học viện thiên thủy rất nhiều chọn bừa một người ở học viện cửu châu thánh cũng là thiên chi kiêu nữ sao có thể phát cùng như vậy được nhưng là dịp thiên giật đẹp không gì sánh kịp hắn còn không biết hắn lộ mặt có một lần vào ngày khảo hạch mà mặt hắn đã thành hình nền điện thoại của biết bao cô gái rồi khụ cứ cho là chồng quốc dân thì ta cũng có lòng mà không đủ lực vốn có một quả thận vô địch thiên hạ nhưng cũng khó lòng thảo mãn hàng ngàn hàng vạn trái tim đói khác ấy được có lúc ta nghĩ, ta ưu tú như vậy, ai mới làm ta rung động được đây, Diệp Thiên Dật bất đắc dĩ lắc đầu thở dài thường thường. Bạch Hàng Tuyết nhìn Diệp Thiên Dật một cái. Diệp Thiên Dật nhìn Bạch Hàng Tuyết, sau đó cười tuét miệng, một chớp mắt kia, gương mặt xinh đẹp của Bạch Hàng Tuyết hơi ửng hồng, hắn. Đang nói nàng ư, cho đến một ngày ta nhìn mình trong gương, ta phải nhận là ta đã động lòng. Đám con gái. Đẹp trai, rất phiền, rất rất phiền, nếu như có kiếp sau, hắn vô cùng hy vọng giá trị nhan sắc của mình hạ xuống một phần mười, không? Một phần năm, được vậy chắc sống cũng chẳng mệt mỏi thế này nữa nhỉ, chủ nhân papa là đẹp nhất. Tiểu Anh vũ nhào vào lòng Diệp Thiên Dật, gương mặt bé bỏng cọ tới cọ lui. Xí, bớt bớt đi, thế sao ta không rung động, họa thủy liếc xéo. Có hai lý do, thứ nhất, ngươi thích con gái, thứ hai, mắt ngươi không tốt. Diệp Thiên Dật cười nói. Họa thủy lười cãi chày cãi cối với Diệp Thiên Dật. Chủ nhân Papa, Tiểu Anh Vũ đói. Tiểu Anh Vũ nói, giọng ngọt như sữa. Ta đi nấu cơm. Mộ Thiên Tuyết đứng dậy bình thản nói. Đừng, đừng, không muốn. Vừa nghe vậy Tiểu Anh Vũ đã lắc đầu ngoài ngoại như trống bỏi. Nghĩ đến đây, Tiểu Anh Vũ run cầm cập trong lòng mây ngày nay nàng đã phải nhận hết mọi, hành hạ, mỗi lần chị gái xinh đẹp này làm đồ ăn trong đều rất ngon, chị gái xinh đẹp còn cực kỳ tốt, nấu xong cũng không ăn, miếng đầu tiên luôn để dành cho nàng, nhưng mà... Vì... Diệp Thiên giật cười cười, nói, thần tiên tỷ tỷ mấy món này rất khó, cần học từ từ, rất nhiều công đoạn phải chú ý, để ta làm cơm tối đi, thuận tiện dạy ngươi một chút. Được. Mộ thiên tuyết rất thẳng thắn gật đầu. Vừa lúc đó, có người gõ cửa nhà bọn họ, họa thủy ra mở, đứng ở cửa là một cô gái vô cùng xinh đẹp xin hỏi anh diệp có ở đây không cô gái nhìn bọn họ một cái rồi hỏi nhỏ tìm ta diệp thiên giạc tiến tới nghi ngờ hỏi lại cô gái gật đầu vâng anh diệp nữ hoàng bệ hạ cho mời ngài diệp thiên giật nuốt nước bọc nhìn người hầu của cửu thiên nữ hoàng nói sao nhỉ trong đầu lại văng vẳng giai điệu quen thuộc hôm nay đúng là một ngày tốt lành mọi điều ngươi mong muốn đều có thể thực hiện. Hắn mong trăng sáng ngóng sao tỏ. Mấy ngày nay sống với các cô gái, nhìn thì có vẻ thoải mái thích ý lắm đấy, nhưng ngày nào cũng như ngày nào, lúc nào hắn cũng nơm nớp lo sợ, thấp tha thấp thỏm, cực kỳ quý trọng, thằng em, nhà mình. Thế là hắn cũng vô cùng tích cực nghĩ hết các loại biện pháp để tiểu hàng tuyết gặp thằng em của hắn nhiều một chút, dù sao nếu nội trong 7 ngày nữ hoàng cửu thiên không tìm hắn thì sau này Bạch Hàng Tuyết muốn gặp, thằng em, của hắn cũng chẳng được nữa. Tiếc là cố gắng mấy lần vẫn không thành công, vì kế từ lần đó, Bạch Hàng Tuyết luôn ôm cục tức với Diệp Thiên Dật, chết cũng không đồng ý nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa, hôm nay, giờ phút này, nàng đã tới. Hụ, ta đã biết, chờ lát nữa ta sẽ qua. Diệp Thiên Dật cố tỏ ra như không có chuyện gì, rất bình tĩnh gật đầu. Vậy ta đợi anh Diệp ở ngoài. Nói xong cô gái lập tức lui ra ngoài. Lần này, trừ tiểu anh Vũ và mộ thiên tuyết, mấy người khác đều kích động. Các nàng thật sự không biết yến hội đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì, cớ gì nữ hoàng cửu thiên lại chủ động tìm dịp thiên giật. Mặc dù nàng không tự mình tới, nhưng nếu nàng tới thật thì sao đây? Dù gì thì đây cũng là lời mời của nữ hoàng cửu thiên, chẳng lẽ? Nữ hoàng cửu thiên cũng không chống cự được sắc đẹp của dịp thiên giật mà bị mê hoặc, không 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 thể nào nữ hoàng cửu thiên chứ đâu phải những cô nàng phan cùng ở học viện cửu châu thánh và học viện thiên thủy đâu nè chuyện gì đây vừa mới tới đã ôm đùi nữ hoàng cửu thiên rồi à khi gia nhất huyết cùi chỏ vào người dịp thiên dật nữ hoàng cửu thiên mộ thiên tuyết nghiêng đầu tự hỏi hình như có hơi ấn tượng với cái tên này chỉ là nàng không có trí nhớ không tài nào nhớ nổi chỉ có cảm giác vậy thôi Diệp Thiên giật biểu thị, ừ, các tư thế cơ bản thì cái đùi này đương nhiên phải ôm rồi, nói không chừng còn vác lên nữa. Ta đẹp trai quá mà, đến nữ hoàng cửu thiên còn muốn ta làm người đàn ông của nàng, à không, là bảo ta đến làm ấm giường cho nàng. Diệp Thiên giật cười phớ lớ trả lời. Ngươi thôi được rồi đấy, ngươi mà đến làm ấm giường cho nàng thật, chỉ đây làm ấm giường một tháng cho ngươi, miễn phí. Họa thủy liếc xéo. Xùi, ta có nữ hoàng cửu thiên rồi còn cần ngươi chắc em gái ngực lép họa thủy nói thật à thi gia nhất hỏi diệp thiên giật nhún vai ta nói thật mà thật như nước tức. chật cái thói đời gì đây mình nói lung tung thì các nàng tin nói thật thì lại không tin bạch hàng tuyết nhìn diệp thiên giật nói bất kể thế nào thì nàng cũng là nữ hoàng khác với đế vương của đế quốc thiên thủy chúng ta nàng là người đứng đầu đại lục, ngươi phải cẩn thận. Càng ngày Diệp Thiên Dật càng thấy Bạch Hàng Tuyết giống cô vợ nhỏ tri kỷ. Ok, đi đây ha. Diệp Thiên dịp nghỉ ngợi dây lát, sau đó chạy vào nhà bếp, nuốt chửng mấy con hào sống làm mấy cô gái sững sờ. Đúng là hào có thể ăn sống được, nhưng ngươi đang có ý gì đây, đi đây. Diệp Thiên Dật cười cười vẫy tay đi ra ngoài. Diệp Thiên Dật cảm thấy nữ hoàng cửu thiên không phải người thường, có khi nàng còn ép mình đến sức cùng lực kiệt ấy chứ, từng. Ăn hai con hào sống bồi bổ trước, cũng tiện thể đốt lửa cho mình luôn. Giờ phút này nữ hoàng cửu thiên, thường hy đang đứng trên bờ thiên chi đảo, đạp một bước rồi rơi xuống từ độ cao ngàn mét. Nàng chỉ mặc một bộ đồ ở nhà rất đổi giản dị, vải rộng thùng thình, chân đi dép bông màu tối, gió nhẹ thổi tóc nàng khẽ tung bay, sợi tóc nghịch ngợm nhảy múa theo gió, vài sợi lưa thưa cọ lên gò má nàng, chạm vào khăn che mặt. Nói thật nha, bất kỳ một cô gái xinh đẹp nào mặc trang phục đơn giản như vậy đều khiến phái nam rung động rất mạnh mẽ. Chứ đừng nói gì là thường hy, người đang đảm nhiệm chức vị nữ hoàng cửu thiên, nàng mặc như vậy thật khiến lòng người có một phen dư vị. Vì sự kiện kia, mấy ngày nay nàng đã đặc biệt đến thiên cơ các một chuyến, hỏi lão tổ ở đó về phương pháp mà dịp thiên giật nó, tất nhiên nàng không nói là ai, chỉ nói rằng phương pháp ấy có khả thi hay không, tìm một cơ thể thuần dương sau đó làm theo lời diệp thiên vật là có thể chữa trị được lão tổ thiên cơ các trầm ngâm hồi lâu có lẽ cũng chấp nhận cách này cũng nói hắn không biết đan dược đó là gì nhưng lúc ấy nàng uống đan dược đó lại lập tức có thể thăng cấp vậy điều này chứng minh nó là thật hắn nói đời sau của thiên cơ các cũng là thiếu chủ thiên cơ các đương thời có cơ thể thuần dương hắn nghĩ con cháu của mình cũng có thể làm cái lò luyện thân thuần dương này sau đó thường hy rời đi Vậy nên hôm nay nàng tìm Diệp Thiên Dật cũng là vì chuyện này. 2. Thường Hy thở hắt ra. Chuyện này tuyệt đối là quyết định khó xử với một người phụ nữ, nhất là khi nàng còn là một nữ hoàng, có địa vị bực này, tâm trạng này. Nhưng nàng chẳng còn cách nào khác, nàng buộc phải chọn lựa như vậy. Bởi nàng có một linh cảm, nếu cảnh giới của mình không thể tăng lên, cứ giữ mãi ở cảnh giới này thì nàng sẽ không thể nào vượt qua nguy cơ lần này, cơ nghiệp của cha ông cũng sẽ bị đoạt mất. Còn nàng, dù nàng có tránh được cái chết cũng không thể giành lại cơ nghiệp lần nữa, dịp thiên giật còn chưa tới sao. Thường Hy bình thản hỏi một câu, cô gái đứng sau vội vàng hành lễ. Tiểu thất đã đi mời, hẳn là sắp tới rồi. Từ Thường Hy tiếp tục nhìn về phía trước. Thiên đạo cảnh rất mạnh, nhưng nàng không phải là người mạnh nhất, phía trên nàng còn rất nhiều cường giả thiên đạo cảnh mạnh hơn, mà giữa các giai của thiên đạo cảnh lại cách nhau như trời với đất, thiên đạo nhị giai có thể đánh với mấy chục người nhất giai, kinh khủng đến như vậy đấy. Nhất là sau đêm nàng đột phá, nàng cảm nhận rõ rệt khoảng cách giữa các giai lớn đến mức nào, nàng đã mạnh lên bao nhiêu. Nàng không có khát vọng to lớn với lực lượng, chỉ cần ở cảnh giới này thôi đã đủ làm nàng thỏa mãn rồi, nhưng nàng buộc phải đạt được sức mạnh vì nàng có thứ cần phải bảo vệ. Diệp Thiên Dật giúp nàng đạt được nàng rất biết ơn còn thân thể của mình nói thế nào đây nhiều năm trong sạch cũng không quan trọng nữa dù sao nàng cũng chưa từng muốn kết hôn sinh con đã có thường nhu kéo dài huyết mạch cho nhà nàng thậm chí nếu có thì cũng là một ngày nào đó ở tương lai sau khi mình giao lại tất cả cơ nghiệp này thì mới nghĩ tới lần này cứ coi như bị đâm vài cái đi căng thẳng thì vẫn có chút căng thẳng dù nàng có trầm ổn đến đâu thì chuyện này cũng rất đặc biệt với phụ nữ có điều nàng nghĩ chắc cũng không sao đâu diệp thiên dật là thiên mệnh chi tử cũng là chàng trai đẹp nhất nàng từng gặp suốt bao nhiêu năm qua không gì sánh nổi nàng còn chẳng ngờ rằng trên đời này lại có người đàn ông đẹp đến vậy còn gặp hắn rất đúng lúc nữa nếu là hắn cũng coi như là trong họa có phúc nữ hoàng bệ hạ anh diệp đã tới nữ hoàng cửu thiên quay lại nhìn về phía diệp thiên dật đằng sau diệp thiên dật gãi đầu ôi mặt ta sao lại đỏ bừng thế này hu hu. Thật là xấu hổ quá mà, đi theo ta. Diệp Thiên giật ngượng ngừng đi theo Thường Hy, một kẻ như hắn có đôi mắt của người bình thường không thể không nhìn chầm chầm bóng lưng nàng. Khoan hãy nói, cửu thiên nữ hoàng mặc quần áo ở nhà một mặt giản dị vẫn có một vẻ đẹp lạ kỳ, Diệp Thiên giật cảm thấy nàng y như thần tiên tỷ tỷ đang mặc đồ bộ vậy. Còn cho rằng người mạnh đến mức ấy hẳn phải cao xa vời vợi, quanh thân như có tiên khí khi ẩn khi hiện chứ, lúc mặc một chiếc váy dài cao quý thì đúng là vậy nhưng bây giờ nàng đang mặc đồ ở nhà đơn giản những vẫn rất xinh đẹp thường hy cảm nhận rõ rệt tầm mắt không hề kiên dè của dịp thiên dật rất quái lạ cực kỳ quái lạ ơ ờ, nữ hoàng bệ hạ không vào phòng sao thường hy dẫn dịp thiên dật đi qua tẩm cung cùng các loại phòng ốc rồi đến một nơi không người thấy vậy hắn kinh ngạc hỏi gì đây Nữ hoàng cửu thiên định đánh giả chiến ngay lần đầu tiên à, có. Có hơi kích động. Thường hy. Ngươi không cần luyện đan à. Nữ hoàng cửu thiên lạnh nhạt hỏi. Nói thật, trong lòng có hơi khó chịu, người này có chút sổ sàng, chỉ là. Nghĩ rồi cũng chẳng biết làm sao nữa, thôi, nàng chẳng thèm nghĩ nữa. À à à, Diệp Thiên giật lúng túng cười khang. Hai người bọn họ lại đến nơi nữ hoàng cửu thiên thường tu luyện, Diệp Thiên Dật vừa ngậm thuốc lá vừa thu thập dược liệu, Thường Hy ngồi xa xa nhìn Diệp Thiên Dật, không biết đang nghĩ gì. Nữ hoàng bệ hạ, ta đã lấy đủ dược liệu, giờ sẽ đi luyện, còn cần nữ hoàng bệ hạ giúp đỡ chống lại đang lôi. Nữ hoàng cửu thiên khẽ vuốt cằm, gật đầu. Không lâu sau, đang lôi ngưng tụ, đang dược hình thành. Ăn bây giờ sao? Chỉ viên thứ nhất mới có tác dụng, viên này để dùng lúc làm chuyện đó nàng khẽ nhíu mày nữ hoàng cửu thiên đứng lên khỏi giường ngọc đi theo bản tôn nữ hoàng cửu thiên dẫn dịp thiên dật đến tẩm cung của nàng đó là một tòa cung điện vô cùng đẹp đếm được mười mấy tầng mỗi tầng có thể là phòng làm việc nơi để đồ gì đó còn tầng trên cùng là nơi nàng thường nghỉ ngơi nữ hoàng bệ hạ nữ hoàng bệ hạ đi qua tầng nào cũng gặp một vài cô nàng xinh đẹp khẽ cúi chào dịp thiên dật đoán có lẽ các nàng đang làm việc trong một số phòng có vài màn hình đang phát sáng. Sau đó bọn họ lên tầng cao nhất, mở cánh cửa chính khổng lồ ra, đi vào phòng. Ê ê thấy gì không? Nữ hoàng bệ hạ dẫn đàn ông vào tẩm cung kìa, chuyện lạ có thật đó nha. Mấy cô nàng tụng vào một chỗ tám chuyện. Hình như là anh Diệp, lần trước ta đi dự tiệc với nữ hoàng bệ hạ từng gặp qua, hắn còn giúp chữa bệnh cho tiểu công chúa nữa, giỏi lắm, thật sự rất thần kỳ. Ai da, Nói gì thì nói, hắn đẹp trai quá trời, là anh chàng đẹp nhất mà ta từng thấy, các ngươi nói xem, nữ hoàng bệ hạ dẫn hắn đến tẩm cung, chẳng lẽ? Xì, đừng nói bậy. Mà có thật đi chăng nữa thì cũng không được nói lung tung, mau làm việc đi. Lao sao, Diệp Thiên Dật nhìn căn phòng, nuốt nước miếng. Căn phòng này chắc phải lớn gấp 3 lần phòng ngủ một phòng khách bình thường, rất đẹp, rất ấm áp là một phòng ngủ vô cùng đơn giản với có tủ sách và tủ quần áo, mà hai cái tủ dài đến hơn chục mét. Chính giữa là một hồ nước rộng 5-6 mét vuông, bên trong có nước, hơi nóng tỏa lên mờ mờ, trên mặt hồ được trải rất nhiều cánh hồng, trông hệt như suối nước nóng, không biết nước từ đâu lấy tới. Sau đó Diệp Thiên giật chú ý đến chiếc giường lớn, vừa nhìn đã biết rất mềm mại. Thường Hy dẫn Diệp Thiên giật tới phòng riêng của mình, trong lòng nàng có hơi khó chịu, phòng ngủ của nàng đến cả mấy trăm người hầu cũng chẳng mấy ai được vào, vậy mà bây giờ lại để một tên đàn ông đặt chân lên địa bàn của mình, nơi có thể xem như cất chứa vô vàng việc riêng tư. Có rất nhiều nơi để làm chuyện đó, tại sao phải đến đây chứ, nhìn nàng có vẻ không mấy quan tâm, nhưng dù sao đó cũng là một khoảnh khắc quý giá, à không đúng, là hơn chục phút, hay một giờ. Lâu hơn. Đừng nói là chỉ có ba phút thôi chứ, vì là lần đầu tiên làm chuyện chăn gối nên nàng đã đặc biệt tìm hiểu thêm về phương diện này, có điều nàng vẫn không hiểu rõ ràng lắm, chỉ nghe nói có người được mấy phút, có người được mười mấy phút, mà quá trình song tu lại cần đến mấy chục phút mới được, nếu hắn chỉ được có vài phút, có lẽ sẽ thất bại trong gan tất. Ngay cả Thường Hy cũng không muốn lần đầu của mình qua loa có lệ như vậy, nàng tất phải có chút cảm giác long trọng một chút, nhất định phải ở một nơi thật tốt. Chuyện này rất bình thường, cũng giống như khi ngươi hẹn hò với bạn gái mình, tiếp đó tiến đến lần đầu tiên, bình thường bất kể là nam hay nữ đều mong muốn điều đó xảy ra ở một khách sạn khá đắt đỏ và đẹp đẽ chứ không phải một nhà nghỉ nhỏ xíu giá mấy trăm tệ. Phòng của bệ hạ lớn thật đấy. Diệp Thiên giật xấu hổ cười gượng. Đệt, sao lại căng thẳng thế này? Thường Hy xoay người nhìn Diệp Thiên Dật. Tiếp theo có gì cần chú ý không? Nàng hỏi Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên giật lắc đầu, không, ta dẫn dắt lực lượng hệ hỏa là được, nữ hoàng chỉ cần thoải mái hưởng. À, cụ khụ, không có gì. Cần bao lâu? Thường Hy lạnh nhạt hỏi. Ừm. Diệp Thiên giật gãi đầu. Chắc là hai tiếng. Ừm. Thường Hy gật đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn Diệp Thiên giật. Bản tôn nghe nói có người chỉ được mấy phút, ngươi làm được hai tiếng không đấy. Diệp Thiên giật nữ hoàng bệ hạ yên tâm ta tuyệt đối không phải cái loại mấy phút kia để có thể chữa bệnh cho nữ hoàng bệ hạ trước khi tới ta còn đặc biệt ăn hai con hào sống để tăng thời gian rất sợ đến lúc đó làm việc không ổn thỏa chọc nữ hoàng bệ hạ không vui diệp thiên giật nói ngươi có lòng rồi cụ 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 nên làm nên làm diệp thiên giật gãi đầu hỏi cũng không biết nữ hoàng bệ hạ có thể kiên trì bao lâu hử Cửu thiên nữ hoàng liếc mắt nhìn diệp thiên vật không không có gì nữ hoàng bệ hạ không lấy khăn che mặt xuống sao nói thật thì diệp thiên vật cũng không biết nữ hoàng cửu thiên trông như thế nào ai bảo nàng cứ khư khư đeo cái khăn che mặt làm gì ngươi nói coi vóc ngươi nàng cực phẩm như vậy lại còn cao quý làm người ta có cảm giác chinh phục lẫn sản khoái chỉ có mặt là không biết thế nào quá kỳ lạ không cần ầm ừ, nữ hoàng bệ hạ nếu cả mặt nàng mà ta cũng không được thấy, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thời gian, chẳng may lúc chữa xảy ra ảnh hưởng không tốt thì lại công toi. Diệp Thiên giật bật mốt lừa đảo. Đung! Hôm nay ngươi phải tháo cái khăn này xuống cho ta. Muốn ra vẻ thần bí. Đừng có mơ, thường hy mù tịt mấy chuyện này, nhưng Diệp Thiên giật nói rõ ràng, nàng cũng không thể làm gì. Không tháo khăn che mặt là vì nàng không muốn để người không quan trọng thấy dung mạo của mình, thực ra toàn bộ đại lục cũng không có mấy người biết mặt mũi nàng ra sao, đã quen đeo khăn che mặt, có điều Diệp Thiên Dật đã nói vậy thì cũng không sao. Thường Hy chậm rãi tháo khăn che mặt xuống dưới ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm của Diệp Thiên Dật. Làm sao để có thể hình dung được đây, Diệp Thiên Dật đã từng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp, xung quanh hắn toàn là những em gái tươi trẻ, ai cũng có nét xinh đẹp riêng, thực lòng mà nói, trong lòng của Diệp Thiên Dật tất cả đều xinh đẹp, không phân biệt cao thấp, có khác biệt thì có thể cũng chỉ ở khí chất, nhưng nếu vẫn muốn phân ra thì. Nhan sắc của thần tiên tỷ tỷ thì khỏi phải nói rồi, đặc biệt là khí chất của nàng. Diệp Tiên Nhi, Hoàng Nguyệt, hai cô gái có nhan sắc tương đồng nhưng khí chất thì khác biệt. Rồi đến nhan sắc của nữ hoàng Cửu Thiên, cộng thêm khí chất của nàng, địa vị và thân phận của nàng mà Diệp Thiên Dật đã biết đến, đều là điểm cộng không nhỏ, được Diệp Thiên Dật trực tiếp đánh giá ngang hàng cùng với Hoàng Nguyệt và thần tiên tỷ tỷ. Quá là đẹp. Đường nét khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp như những ngôi sao sáng trên bầu trời, đôi mắt rất đẹp, đôi mi dài khẽ lay động, chiếc mũi thanh tú và đôi môi nhỏ hồng. Trời ơi, trời ơi! Thật là tuyệt! E hèm! Bắt đầu thôi! Diệp thiên giật không thể nhịn được lên tiếng là hồi hộp. Không thể chịu được nữa rồi, hắn sợ rằng mình không thể kiên trì được lâu nữa. Mặc dù hắn vẫn rất tự tin vào năng lực của mình, nhưng khi một người đàn ông hưng phấn tột độ ít nhiều sẽ làm giảm thời gian của hắn sao mà hắn lại trở nên vô cùng hưng phấn thế này một người con gái càng xinh đẹp càng thượng đẳng thì lại càng phấn khích về nhan sắc của nàng thì không cần phải bàn cãi cộng thêm với thân phận là nữ hoàng cảnh giới là thiên đạo cảnh mình chỉ là một kẻ cặn bã nhưng lại có thể có được một cô gái tuyệt đỉnh thế này cảm giác hưng phấn tột độ thậm chí còn là cảm giác thích thú hơn nhiều so với dịp tiên nhi trước đây bởi vì trong lòng Diệp Thiên Dật, Diệp Tiên Nhi là người mà hắn ta tiếp xúc hàng ngày, tuy nàng xinh đẹp nhưng đối với hắn thì nàng cũng là một cô gái hết sức bình thường, bởi vì hắn có thể chạm vào nàng, nhưng nữ hoàng cửu thiên thì rất xinh đẹp, hắn chỉ có thể ngước lên mà mơ ước, cảm giác đó thật sự là khác biệt. Thường Hy Bổn Tôn đi tắm trước, ngươi qua đó đi. Thường Hy chỉ vào một góc, sau đó Diệp Thiên Dật ngoan ngoãn bước tới, Thường Hy vung tay một phát, tấm rèm lớn đã ngăn cách bọn họ. Nếu ngươi mà đi ra đây ngươi sẽ biết hậu quả. Thường Hy buông một câu rồi đi vào phòng tắm ở giữa. Diệp Thiên giật sờ sờ chóp mũi. Ta cần gì chứ, không cho nhìn ư, sau này thế nào mà chẳng nhìn thấy. Bây giờ không cho hắn nhìn thì cũng có tác dụng gì chứ, Diệp Thiên giật tỏ vẻ không hiểu. Ái chà, cô gái này, thật là khiến người khác khó hiểu mà chỉ là tiếng nước chảy ào ào đằng kia thực sự khiến diệp thiên giật không thể kìm hãm cơn thèm muốn của mình được nữa không muốn như vậy nữa liền cởi quần áo sau đó diệp thiên giật châm một điếu thuốc rồi cởi hết quần áo ra và ném hết lên trên cái giá bên cạnh lúc này châm một điếu thuốc rồi chờ đợi quả là thoải mái rào rào âm thanh này rõ ràng là âm thanh thường hy bước ra sau đó nàng hơi phóng thích một chút lực lượng toàn thân đều đã khô ráo đưa tay ra mặc lại quần áo mở rèm ra khí thế của nàng trong chớp mắt như muốn bùng lên khuôn mặt xinh đẹp ấy liền quay đi người làm trò gì vậy nàng nghiến răng không dám nhìn dịp thiên dật dịp thiên dật đang nằm trên giường của nàng chơi điện thoại liền như chết lặng nhìn nàng chẳng phải là muốn chữa trị cho nữ hoàng bệ hạ sao sau đó dịp thiên dật bay ra nhảy vào bồn tắm o oh, khuôn mặt xinh đẹp của thường hy như ửng hồng lên đương nhiên là có chút ngượng ngùng và tức giận Vừa mở tấm rèm ra, nàng vô cùng bàng hoàng, hắn ta nằm trên giường cũng không sao, nhưng lại trần như nhộng, không một mảnh vải che thân, thật sự là không thể chịu nổi. Dù đến lúc đó thì hắn ta vẫn như vậy, nhưng thật sự là nàng không thể chịu được. Diệp Thiên giật bò dậy, vẻ mặt gượng gạo. Tắm xong thì đi lên đi. Đóng rèm lại, nữ hoàng Cửu Thiên ngồi lên giường, sau đó Diệp Thiên giật đưa cho nàng viên thuốc hắn luyện chế khi nãy, bắt đầu ngồi thiền định định mặc quần áo sao diệp thiên giật sợ hãi hỏi thường hy mở đôi mắt to đẹp tùy ngươi vậy nàng đừng có mạnh tay như vậy với ta nữa diệp thiên giật quan ức nói thường hy sau đó nàng nhắm mắt lại vừa tu luyện vừa làm dịu đi cảm xúc của mình năm phút trôi qua tiếng nước rào rào đã khiến thường hy mở to mắt nàng biết tiếp đến sẽ xảy ra chuyện gì thực sự đến nước này thì đã không còn đường quay đầu tuy nàng có chút hối hận nhưng nàng biết mình không có tư cách để hối hận cạch diệp thiên giật mở tấm rèm ra thường hy nhìn hắn sau đó đứng hình đồ khốn nàng nghiến răng có khi nào nàng lại phải cảm thấy khó chịu như vậy cơ chứ không sao không sao chỉ là bị đâm vài cái thôi mà có gì đâu chứ đường đường là nữ hoàng cửu thiên như nàng mà lại không chịu được chuyện này sao ta ta ngại quá Diệp Thiên giật gãi đầu ngượng ngùng nói. Thực sự là rất xấu hổ, may mà hắn ta mặt dày. Thường Hy cố gắng không để mắt tới cơ thể trần truồng của Diệp Thiên Dật. Bắt đầu đi. Nàng nhẹ nhàng nói rồi vung tay kèo rèm, điện trong phòng cũng được tắt hết. Diệp Thiên Dật ngồi trước mặt nàng như vậy, Thường Hy cũng khoanh chân ngồi đó, một lúc thì Diệp Thiên Dật không biết phải làm gì nữa, mà Thường Hy thì đang nhắm mắt, trong lòng hắn thật sự không thể giữ bình tĩnh nữa, nàng cũng không biết nên giải quyết thế nào. Nữ hoàng bệ hạ. Nàng định như vậy sao? Diệp Thiên giật ho một tiếng hỏi. Ngươi tự mình làm đi. Thường Hy vẫn nhắm nghiền mắt. Hai, nữ hoàng bệ hạ phản ứng mạnh quá rồi. Thành thật mà nói, Diệp Thiên giật rất sợ đụng vào nàng, trong tiềm thức thì nàng là người có thể giết chết mình trong nháy mắt, điều này thực sự có thể xảy ra, những người phụ nữ như thế này thì thường rất bài xích và nhạy cảm trong việc này. Hừng. Thường Hy kêu lên một tiếng, hừng. Diệp Thiên giật ho lên, sau đó đến lại gần, đặt tay lên vai nàng. Có thể cảm nhận rõ cơ thể của nữ hoàng đột nhiên rung lên. Nàng vẫn không mở mắt, nhưng hàng mi dài dường như đang khẽ rung lên. Diệp Thiên giật kéo nàng xuống, đặt một nụ hôn lên môi nàng. Wow, đỉnh cao của cuộc sống vô dục vô cầu ca 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 thường hy một trong phòng bỗng vang lên một âm thanh giòn giả của một cái tác hạt dịp thiên giật bò từ dưới đất lên mặt nóng bừng ngẩng người nhìn thường hy ta nói chứ bà chị nàng định làm gì vậy dịp thiên giật nhìn thường hy với vẻ mặt rất tuổi thân con mẹ nó không phải nói để ta tự làm sao tại sao vừa mới mua mua một cái lại tắt hắn ta như vậy bổn tôn cho ngươi hôn chưa hả thường hy lường diệp thiên giật. Diệp thiên giật? Không phải. Diệp thiên giật sờ sờ vào khuôn mặt điển trai của mình, khuôn mặt ấy dường như trở nên chết lặng. Con mẹ nó, nói lý lẽ ở đâu ra vậy, vậy? Vậy ta làm gì bây giờ? Diệp thiên giật ngẩn người hỏi. Thường hy thấy đó là điều không nên, song tu thì song tu, tại sao hắn lại phải hôn nàng? Cái này với việc song tu có liên quan gì không? Nhất định là không Vậy tại sao hắn lại phải hôn Ý ngươi là gì Thường hy trầm giọng hỏi Dịp thiên giật Đung Ý gì chứ Làm cho dịp thiên giật cũng không dám bước lên rồi Ô hát Sau đó dịp thiên giật lại rướng lên một cách khó khăn Dịp thiên giật không dám hôn nào Vậy còn có thể làm gì cho màn dạo đầu đây Hả Sao cơ Sau đó dịp thiên giật liền đặt tay lên Bột a a a Diệp Thiên Dật Dưới cung tẩm, một đám các em gái đang uống trà, cùng nhau trò chuyện, cười nói ở khu sân sau. Ôi ôi ôi, tối qua anh Diệp không có về, xem ra hắn đã thực sự ngủ lại qua đêm trong phòng của nữ hoàng bệ hạ rồi. Qua qua Không thể nào, chẳng lẽ hắn ta lại trở thành bạn đời của nữ hoàng bệ hạ ư? Xem ra anh Diệp này cũng không quá lợi hại, nhưng hắn là một thiên mệnh chi tử, hơn nữa lại có vẻ ngoài đẹp trai như thế, tài năng xuất chúng nếu ở cạnh nữ hoàng bệ hạ thì cũng là một chuyện tốt nữ hoàng bệ hạ xinh đẹp như vậy anh diệp thì lại đẹp trai chỉ cần một thời gian nữa thôi chắc chắn anh diệp sẽ trở thành người mạnh nhất trong đại lục khi đó cũng sẽ có thể xứng với nữ hoàng bệ hạ nhưng tại sao ta lại không cảm thấy như vậy nữ hoàng bệ hạ lần trước mới là lần đầu gặp anh diệp thôi mà với con người của bệ hạ tại sao người lại có thể thiết lập mối quan hệ thân thiết thậm chí là chung chăn gối với một người đàn ông nhanh như vậy được. Hờ mờ ta nghĩ là còn lý do gì đó mà chúng ta chưa biết. Các cô gái trò chuyện với nhau. Cạnh cạch lúc này, tấm kính trên tầng cao nhất của cung tẩm bỗng nhiên bị vỡ. A a a a. Sau đó bọn họ đều ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người đàn ông va vào tấm kính đó rồi ngã xuống. Tất cả như chết lặng. Diệp thiên giật suy cho cùng cũng là huyền thiên cảnh, rơi xuống từ độ cao mười mấy hai mươi mét hắn đã kịp thời ổn định lại khi chạm đất vẫn rất ổn sau đó hắn tiếp đất các cô gái đều nhìn dịp thiên vật với ánh mắt ngạc nhiên thấy chưa thấy chưa không còn nghi ngờ gì nữa rồi bọn họ đều không thể nhịn được cười khi thấy dịp thiên vật quấn chăn bông đáng kinh ngạc hơn nữa là trong số họ có nhiều người đã theo nữ hoàng cửu thiên rất lâu rồi hiểu rõ được nàng là người như thế nào và cảm thấy trên thế gian này không có ai có thể xứng với nàng cho dù có lợi hại có xuất sắc như thế nào thì bọn họ cũng cảm thấy không xứng nhưng ngoại trừ anh diệp bởi vì hắn quá đẹp trai bọn họ cho rằng nếu trên đời này có thể có người xứng với nữ hoàng của họ thì đó chỉ có thể là anh diệp mà thôi diệp thiên dật gãi đầu ngượng ngùng sau đó quần áo của diệp thiên dật bị ném xuống từ trên cao phủ kín đầu của hắn ư hừng Nhìn cái gì mà nhìn chứ, là do nữ hoàng của các nàng cưỡng bức ta, thật đó." Diệp Thiên Dật vừa ôm quần áo vừa xấu hổ nói. "Anh Diệp, có muốn dùng bữa sáng không? Bọn ta sẽ đi chuẩn bị ngay." "Cái gì mà anh Diệp, phải gọi là đế quân." "À, đế quân." Diệp Thiên Dật. Chồng của nữ hoàng thì sẽ có thân phận là đế quân. Diệp Thiên Dật cười nói, "Ta thích cách gọi này, có cái gì ngon không?" ta đi mặc quần áo trước đã các ngươi mau đi chuẩn bị đi vân vân xin mời đế quân sau đó dịp thiên dật đi đến một căn phòng nhỏ mặc quần áo vào ở trên lầu thường hy đang nằm trong bồn nước nóng nhắm mắt nghỉ ngơi nàng đang tức giận vô cùng tức giận mới sáng sớm đã tin mấy lời nói nhảm nhĩ này của dịp thiên dật sau đó lại xảy ra chuyện đó với hắn nàng suy ngẫm rằng lời nói của dịp thiên dật cũng có lý càng kết thúc sớm thì càng không phải suy nghĩ nhiều, sau khi mọi chuyện xong xuôi, hắn ta nói gì chứ, không uống thuốc. Đừng nói là không uống thuốc, đến đang dược hắn còn không tinh luyện, hôm qua mới luyện được một viên, lúc đó, cảm xúc của Thường Hy rất phức tạp, nàng cũng quên rồi, nhưng sau khi dịp thiên dật nói xong thì nàng đã nhớ ra rồi. Đồ khốn, điều này cũng có nghĩa là buổi sáng nay trở nên vô nghĩa ư. Thật sự vô nghĩa. Thường Hy thở dài một hơi, mở to đôi mắt tròn xinh đẹp cũng không biết tại sao nhiệt độ lại nóng lên mặt nàng bỗng dưng nóng bừng lên nhưng nghĩ đi nghĩ lại có gì thì cũng phải nói thật chuyện nam nữ thật sự rất thoải mái nghĩ đến đây mặt nàng bỗng đỏ bừng đã nhiều năm như vậy nàng chưa từng trải qua cảm giác này trừ buổi rối hôm qua nàng thật sự muốn bóp chết dịp thiên vật có hơi đau nhưng sau đó thì không sao chỉ là đến cuối cùng nàng thật sự chịu không nổi nữa bảo tên khốn này dừng lại mà hắn không dừng có nói gì cũng không chịu kết thúc sau đó thường hy vỗ nhẹ vào má của mình nàng đang nghĩ gì vậy ở bên kia dịp thiên giật ngồi trong phòng khách lớn trên bàn bày cả mấy chục món ăn đồ ngọt hoa quả đồ chay các loại thịt đồ uống cần gì có nấy hơn nữa còn có tới mười mấy em gái đứng phục vụ bên cạnh người thì rót rượu cho hắn người thì giúp hắn cắt bít tết người thì gọt hoa quả quả là cuộc sống thần tiên, điều này khiến Diệp Thiên Giật có chút vui sướng. Nhưng nghĩ lại, hờ mờ mờ. Hắn đến đây để làm nhiệm vụ, sau khi làm được một vài tư thế, lợi ích mà hệ thống chinh phục nữ hoàng mang lại còn nhiều hơn so với các phần thưởng của hệ thống tra nam trước đó. Tuyệt đối không thiệt thòi gì cả, dù sao thì những học sinh mới của học viện Cửu Châu Thánh vẫn chưa chính thức nhập học, Diệp Thiên Giật cũng lười tới đó, đám cô gái ngu ngốc, háo sắc ấy thật là phiền, cứ liên tục khen hắn đẹp trai, thật sự rất cần một người tác cho bọn họ một cái cho họ tỉnh lại, dùng sai từ hoàn toàn, gì mà đẹp trai. Mẹ! Mẹ nói chứ, có phải đang xúc phạm hắn quá hay không hử, còn về tu luyện, đây quả thực là một việc hết sức quan trọng, nhưng trong cuộc sống này, theo đuổi rồi bạch 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 với mấy em gái hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống để đổi phần thương còn có thể thăng cấp nhanh hơn những người khác nỗ lực cả đời nếu bảo hắn lựa chọn giữa hàng ngày cực khổ tu luyện cùng và việc được bạch 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 mấy em gái xinh đẹp, thì thợ ra trong tiềm thức của Diệp Tiên Dật muốn chọn vế trước, bởi vì hắn muốn nỗ lực, nhưng sau đó lại nhận ra rằng bản thân không cần phải cố gắng như thế. Nguyệt thần của Nguyệt thần cung, nữ hoàng cửu thiên, hắn cần cố gắng gì sao? Hắn ta có cố gắng cái gì đâu chứ? Còn lại và ở với tiểu hàng tuyết, thần tiên tỷ tỷ mấy ngày nay chỉ có mấy việc này thôi. Ai chà, cuộc đời thật là thư thái. Lúc này, Thường Hy mặc bộ quần áo quý phái của nữ hoàng bước vào, Diệp Thiên Dật đưa mắt nhìn. Đù! Hoàn toàn khác so với nữ hoàng đêm qua đã liên tục đẩy hắn ra không cho hắn nhúc nhích. Con mẹ nó chứ, thật là sang trọng. Khoan đã! Nàng không phải là không thích cởi quần áo sao, vậy thì tối nay lúc làm cứ để nàng mặc thế này đi. Diệp Thiên Dật dường như đang rất thích thú với suy nghĩ này của mình đám đàn ông này thường có mấy sở thích đặc biệt đồng phục học sinh tiếp viên y tá các kiểu nhưng đồ của nữ hoàng con mẹ nó chứ ai mà chịu nổi nữ hoàng bệ hạ nhìn thấy thường hy tất cả các cô gái đều hành lễ tất cả mau ra ngoài đi thường hy nhẹ nhàng nói vâng sau đó nàng ngồi xuống xuống đối diện chéo dịp thiên vật cầm dao dĩa lên nhẹ nhàng ăn một miếng thịt cường giả cấp cao như nàng hàng ngày đều ăn ngon thế này sao diệp thiên giật ngẩng đầu lên hỏi quen rồi cũng không thể vì mình là một võ giả mà quên mình cũng là con người đúng không mặc dù vừa nãy thường hy rất tức giận nhưng sau khi tắm xong thì cũng đã nguôi giận rồi lời này rất có lý thiên đạo cảnh vốn đã không cần ăn uống gì cả mà vẫn không hề cảm thấy đói chỉ cần hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt linh lực của thiên địa là được rồi nhưng con người mà không ăn uống thì quả thật là mất đi quá nhiều niềm vui thú của cuộc đời ầm ừ. diệp thiên giật gãi đầu rồi nói quả thực ở đây ta còn có thứ ngon hơn nữ hoàng bệ hạ có muốn thử không ta thề là trước giờ nàng chưa từng nếm thử qua hương vị này thứ gì vậy thường hy có chút hứng thú hỏi là một nữ hoàng có sơn hào hải vị gì mà nàng chưa thử qua chứ mà còn là hương vị mà nàng chưa nếm thử bao giờ Diệp Thiên Dật mỉm cười, lấy chiếc bánh phương tâm ám hứa ra. Diệp Thiên Dật là một tên cực kỳ gian xảo, hắn đã nhìn toán qua độ hảo cảm của Thường Hy dành cho mình. Trước đây hắn đã giúp đỡ rất nhiều thậm chí còn chữa khỏi bệnh cho Tiểu Thường Nhu nhưng độ thiện cảm của nàng với Diệp Thiên Dật chỉ mới chỉ được 8 điểm mà thôi. Sau lần đầu tiên sử dụng đang dược chữa khỏi cho nàng, được thêm một chút hảo cảm, cũng mới chỉ được có 10 điểm. Sau đêm qua, cũng chính là sáng nay, Diệp Thiên Dật vừa thức dậy đã tận lực xem xét độ thiện cảm của nàng. 20, đúng vậy, đã 20 điểm, nói thật, chỉ cần là phụ nữ, cho dù là nữ hoàng, đối với người đàn ông đầu tiên của nàng sao có thể không đặc biệt cho được. Diệp Thiên Dật nhớ rằng lúc đầu, mức độ hảo cảm của nàng ở 12 điểm đã giảm xuống còn 10, sau đó lại từ từ tăng dần, độ thiện cảm của hắn đã tăng lên đến 25 điểm trong hơn một tiếng, cuối cùng, thường hy bảo hắn ngừng lại nhưng diệp thiên giật vẫn cứ tiếp tục, độ thiện cảm lại giảm xuống còn 20. Sau đó sáng nay khi làm chuyện đó một lần nữa, độ thiện cảm đã tăng lên 25, nhưng khi diệp thiên giật nói rằng hắn làm chuyện đó không vì mục đích gì hết, hắn đã bị đá bay ra ngoài, đồng thời, độ thiện cảm hiện tại của thường hy dành cho hắn giảm còn 21. A a a a. Thật khó quá mà. Trong lòng Diệp Thiên giật thở dài độ thiện cảm này rất khó cải thiện, về cơ bản chỉ giới hạn ở 20 đến 25, nàng đối với hắn không thể tăng lên qua mốc này được. Nếu tiếp tục duy trì, sau này có lẽ nàng sẽ nổi giận khi để hắn chạm vào mình, nhìn thần tiên tỷ tỷ liền biết, nhiệm vụ không thể hoàn thành, hôn cũng không thể làm được. Vì vậy Diệp Thiên Dật cảm thấy chiếc bánh này bây giờ sẽ tác dụng. Đôi mắt xinh đẹp của Thường Hy nhìn vào chiếc bánh trong tay Diệp Thiên Dật một cách nghi hoặc. Cho nè! Diệp Thiên giật đưa nó sang. Bánh ngọt thôi mà. Thường Hy nói một câu. Là nó sao, hương vị nàng chưa từng nếm qua, ăn thử đi, ta thề, cái này trông giống như một cái bánh ngọt bình thường nhưng có hương vị nàng chưa từng nếm qua. Thường Hy cầm lấy nó. Nàng đã ăn qua rất nhiều loại bánh ngọt, có thể có mùi vị gì đặc biệt cơ chứ. Thành thật mà nói, những lời này của Diệp Thiên Dật khiến nàng có chút hiếu kỳ sau đó nàng đưa nó lên miệng, khẽ cau mày lại. Mùi vị này. Thật là lạ. Đây chắc chắn là mùi mà nàng chưa từng ngửi qua, nhưng không thể giải thích được là vừa rồi hình như đã ngửi thấy lúc nào rồi. Rất lạ, nhưng lại có chút quen thuộc. Đây không phải là mùi nàng vô tình ngửi thấy khi họ làm chuyện nam nữ đó đêm qua và sáng nay sao, có thật không vậy, không, bánh ngọt là bánh ngọt, đó là khác. Sau đó Thường Hy ngập ngừng cắn một miếng, rồi đặt nó sang một bên. Tiên. Mức độ thiện cảm của Thường Hy dành cho ngươi cộng 30, độ thiện cảm hiện tại là 51. Hương vị mà ngươi đang nói bổn tôn chưa từng nếm qua lại là hương vị tệ thế này sao? Vậy thì ngươi không nói cũng không sai. Nàng hơi nhíu mày lại, Thường Hy nói. Có cảm giác bị hắn lừa. Nhưng Diệp Thiên Dật cũng không để ý lắm hắn chỉ quan tâm hiện tại độ thiện cảm của thường hy dành cho hắn đã là 51, độ thiện cảm đã đạt đến mức này về cơ bản miễn là hắn không làm điều gì khiến người khác phiền toái, thiện cảm rất khó giảm xuống. Sướng rồi sướng rồi, tối nay phải nỗ lực hơn chút nữa, để xem có thể đột phá tăng thêm hảo cảm được không, 51 độ thiện cảm rồi đó nha. Nhưng có lúc cũng tùy người, độ thiện cảm 51 không có nghĩa là nàng nhất định sẽ đồng ý, chỉ là sẽ kháng cự ít hơn một chút thôi, còn cụ thể thì phải phụ thuộc vào mức độ dẻo miệng của Diệp Thiên Dật nữa. E hèm, bạn của ta cảm thấy ngon, một lúc có thể ăn hơn chục cái. Thường Hy Ờm, ừ, nữ hoàng bệ hạ. Ta cũng không thể gọi nàng là nữ hoàng bệ hạ mãi chứ. Diệp Thiên Dật nhìn đến độ thiện cảm của hắn đã lên đến 51, lá gan của hắn cũng lớn dần lên. Thường Hy hơi nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng bổn tôn xong tu qua liền cả gan làm loạn thật sao? Diệp Thiên Dật Mé Độ thiện cảm 51 này có phải là giả không vậy, cái này? Diệp Thiên Dật gãi đầu nói, cũng không phải, chỉ là Chỉ là Diệp Thiên Dật không biết phải nói như thế nào Sau đó Thường Hy nói, nói cho ngươi biết Bản Tôn sẽ hồi báo cho ngươi khi việc này kết thúc, Ngoài ra mối quan hệ đặc biệt giữa bổn tôn và ngươi thì ngươi chỉ là một người đang giúp đỡ ta thôi, đừng hiểu sai ý ta. Trừ chuyện đó ra, ta và ngươi không có mối quan hệ nào khác. Diệp Thiên Giật sờ chấp mũi của mình. Chết tiệt, nếu trước đó vẫn 21 điểm mà như thế này thì Diệp Thiên Giật còn chấp nhận, nhưng hiện tại là 51 rồi mà, tại sao có vẻ giống như hắn bị người ta chơi xong rồi không có ý định chịu trách nhiệm thế này, được. Nàng chờ đó. Để rồi xem tối nay nàng còn có thể nói như vậy nữa không, xem liệu nàng còn có thể nói như này sau 6 ngày nữa không. Bệ hạ, ngài thật là ý chí sắt đá, tuy rằng người mất đi là Trinh Tiết và cùng lần đầu tiên, nhưng ta cũng đâu có khác gì người đâu." Diệp Thiên giật châm một điếu thuốc, nói. "Thường Hi, cái này nàng không hiểu, đàn ông có phải lần đầu tiên hay không có quan trọng không? Hay phải như thế nào?" đến lúc đó bản tôn sẽ cho ngươi nhiều chỗ tốt hơn. Diệp Thiên giật nhún vai. Hờ mờ mờ, không sao, bây giờ có vẻ ý chí sắt đá, Diệp Thiên giật không tin 51 độ thiện cảm không thể làm nên chuyện gì, nếu không. Tối nay, trên cơ sở 51 điểm thiện cảm rồi, trước khi hành sự cũng có thể kéo thêm một chút độ hảo cảm nữa, bệ hạ từ khi trở thành nữ hoàng có ra ngoài chơi bao giờ không? Diệp Thiên giật hỏi. Thường Hy vẫn tiếp tục ăn đồ ăn của mình, Thờ ơ lắc đầu. Phương thức giải trí của nàng gần như bằng không, đọc sách có thể là cách giải trí duy nhất đi. Nàng cũng có nghịch điện thoại di động, nhưng rất ít, thời gian rảnh rỗi còn lại là không ngừng tu luyện. Nàng thậm chí còn chưa xuất hiện ở thành cửu Châu Thiên này mấy lần, đã rất lâu rồi nàng không động đến những thứ đó kể từ khi thành lập ra đế chế này. Có thể nói, Tuy sống ở đô thị nhưng kỳ thật nàng giống với những cường giả bế quan trưởng thành trong môn phái, không quan tâm đến chuyện thế sự có thể đi trên đường nhìn thấy những điều bình thường trong mắt người khác nhưng nàng lại không biết vậy tối nay nữ hoàng bệ hạ có muốn cùng ta ra ngoài chơi không thường hy liếc nhìn dịp thiên dật bên ngoài phồn hoa rực rỡ có nhiều chuyện vui như vậy nữ hoàng bệ hạ đã ở đây lâu như vậy thật sự không thấy nhàm chán sao bổn tôn không nên đi ra ngoài thường hy thản nhiên nói ầm um, Tiểu công chúa ở đây chắc cũng chán chết mất thôi. Sẽ có người đưa nàng đi chơi. Diệp Thiên Dật. A à, a à, a à, a. À. Diệp Thiên Dật không thể hiểu làm thế nào mà những cường giả này lại chịu đựng được sự nhàm chán này vậy. Chúng ta ra ngoài chơi đi, tối hôm qua không phải bệ hạ đến cuối cùng kiệt sức để ta dừng lại sao? Thường Hy cau mày, giận dỗi nhìn Diệp Thiên Dật. cụ khụ, ta không phải có ý đó. Ý ta là bên ngoài có bán đồ vật, khi đến thời điểm, nữ hoàng cũng có thể nâng cao sức lực của mình trong phương diện kia. Thời gian càng lâu, hiệu quả song tu giữa chúng ta càng tốt. Chết tiệt! Diệp thiên giật không tin rằng vẫn không thể lừa được nàng, có thể đối với thường hy, những mặt khác nàng không cần quan tâm, nhưng mà đối với thực lực cá nhân của mình thì nàng vẫn rất quan tâm, đều đã như vậy, mỗi một lần thời gian dài hay ngắn có cái gì khác nhau sao? Thời gian làm chuyện ấy lâu hơn, thời gian song tu cũng sẽ dài hơn hiệu quả xác thực sẽ tốt hơn vậy ngươi đi mua đi thường hy nói cùng đi đi thuận tiện đi ra ngoài chơi một chút không ai nhận ra ngươi mà thuận tiện ngươi có thể đi ra xem một chút thành cửu châu thiên trông như thế nào nói không chừng còn có thể nghe được rất nhiều người bình thường ngươi không bao giờ gặp được và nghe họ đánh giá như thế nào về vị nữ hoàng như người đó lần trước ta đi ăn ở quán ven đường nghe có người nói xấu ngươi thường hy hơi nhíu mày. Thân là nữ hoàng, chắc chắn nàng rất để ý đến mấy việc này, mà nàng lại cảm thấy mình quản lý đế quốc rất tốt, cũng không bóc lột bất luận kẻ nào, vì sao có người lại nói xấu nàng, nói xấu cái gì. Sau đó Diệp Thiên Giật nói nửa thật nửa giả, cũng không tính là nói nói xấu ngươi đi, hắn chỉ là nói ngay cả cha hắn, ông nội hắn đều chỉ nghe nói tới nữ hoàng cửu thiên, chứ cũng chưa từng nhìn thấy, cho nên bọn họ mới hoài nghi, Nữ hoàng Cửu Thiên này có phải hiện tại đã không tồn tại nữa hay không? Có phải đã bị ai đoạt quyền mất rồi hay không? Cho nên mới chưa hề xuất hiện trước công chúng, có khi nào người đang trị vì đế quốc không phải là nữ hoàng Cửu Thiên, mà là người nào đó tiếp tục mượn. Nhờ danh nghĩa nữ hoàng Cửu Thiên đứng ra quản lý đế quốc này. Dù sao trước đó tin tức hoàng thất của nữ hoàng bệ hạ sụp đổ mọi người cũng đều biết. Thường Hy đang nghe chuyện trên TV audio CV nhíu chặt mày. Diệp Thiên Dật thật sự là bội phục chính mình, mỗi lần hắn nói dối thì những người này đều tin là thật, nhưng mỗi lần nói thật thì các nàng không tin, mé. Đúng là đời mà. Không thể nào, ngươi đang lừa để bản tôn ra ngoài chứ gì, thường hy nhìn chầm chầm Diệp Thiên Dật. Lừa ngươi làm gì, ta mang ngươi ra ngoài thì ta được cái gì chứ? Không cần phải lừa gạt nữ hoàng bệ hạ ngài mà, Sở dĩ rất nhiều người nói như vậy là bởi vì chính sách quản lý đất nước của nữ hoàng bệ hạ ngài không thích đáng, cộng tăng thêm ngài chưa hề xuất hiện, cho nên bọn họ mới bắt đầu hoài nghi." Diệp Thiên Dật nói. "Chính sách quản lý đất nước không thích đáng?" Lời này là ý gì? Giá nhà đất tăng đến nghẹt thở, những người ở tầng thấp của xã hội có làm lụng vất vả cả một đời cũng không kiếm đủ tiền mua nổi một căn nhà nhỏ, số người này phải chiếm khoảng 80% dân số toàn bộ đế quốc. Hàng trăm triệu người đều khổ sở vì vấn đề này bao lâu nay, nữ hoàng bệ hạ không cảm thấy có vấn đề gì sao? Thường Hy cúi đầu suy tư. Đây không phải chuyện bản tôn cần quản lý, bản tôn sẽ không quản những chuyện này, mà đây là diễn biến xã hội. Thế nhưng mà bọn họ không cho là như vậy, thật ra đây quả thật có thể thay đổi bằng việc thay đổi chính sách mà, chỉ cần một sự thay đổi nho nhỏ có thể khi ends một gia đình đỡ được một, hai năm lao động cực lực rồi. Diệp Thiên giật nói, thường hy có chút trầm ngâm còn có nhiều chuyện khác nữa có lẽ nữ hoàng bệ hạ nên ra đi tìm hiểu một chút tin đồn cũng chưa chắc đã nói hết toàn bộ vấn đề sau đó thường hy gật đầu được thôi nàng hiển nhiên là rất quan tâm đến việc này nàng cũng không muốn cơ nghiệp tổ tiên lưu lại hủy trong tay nàng đi thôi hả đi luôn bây giờ sao thường hy gật gật đầu vậy để bản tôn đi thay quần áo đã ngươi mang bản tôn đi tới chỗ mà ngươi cảm thấy có vấn đề. Nói xong thường hy đi lên lầu. Ha ha, quá đã. Diệp Thiên giật nhếch miệng cười một tiếng. Vậy có thể coi như là đang đi hẹn hò rồi, he he. Rất nhanh thường hy đi xuống, mặc một bộ quần áo rất hiện đại, chỉ là khí chất vẫn quá cao quý, hoàn toàn không thể che giấu được. Đi thôi. Được, tiểu công chúa đâu? Còn đang ngủ cơ. Diệp Thiên giật gật gật đầu, sợ tiểu công chúa quấy rầy hắn, ảnh hưởng tới thế giới hai người của hắn và Thường Hy. Hai người đi bên trong đế cung. Thường Hy mang mạng che mặt, nhưng nàng không có mặc phục sức của nữ hoàng như thường ngày, áo khoác, quần bó màu đen, giày thể thao màu trắng, nhưng khí chất cao quý vẫn không thể che lại được. Những người hầu ở trong đế cung cũng không mấy khi được nhìn thấy nữ hoàng cửu thiên, giờ phút này nhìn thấy Thường Hy, các nàng căn bản không biết bởi vì bình thường gặp nàng đều mặc quần áo của nữ hoàng, mà bây giờ thấy nàng, loại khí chất làm cho nhiều người theo bản năng sợ hãi, định hành lễ, nhưng lại không xác định được nàng có phải là nữ hoàng cửu thiên hay không, cho nên lại quyết định không hành lễ nữa. Không sai, khí chất của thường hy khí chính là, khủng bố, như vậy. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi gỡ khăn che mặt này xuống đi. Diệp thiên giật nói với thường hy. Thường hy nhìn diệp thiên giật một chút, diệp thiên giật giải thích, cả tòa thành này ngươi có tìm mỏi mắt cũng tìm không được cô gái thứ hai đeo khăn che mặt như ngươi đâu ngươi mang khăn che mặt ra ngoài cộng thêm khí chất của ngươi có khác gì viết mấy chữ ta là nữ hoàng cửu thiên lên người ngươi chứ rất bất đắc dĩ sau đó thường hy chậm rãi tháo che mặt xuống rồi hai người đi ra ngoài trước đế cung không có nhiều người cũng không ai nhìn thấy các nàng về sau bọn họ đi tới trên đường phố nói thật quan cảnh xe cộ qua lại tấp nập đông đúc như thế này ở trong mắt thường hy lại có chút lạ lẫm, mặc dù nàng biết đây là cái gì, cũng thường xuyên nhìn thấy, nhưng nàng cũng không có mấy lần tới nhưng nơi như thế này. Đi đâu đây? Thường hy hỏi. Nghe nói thành cửu châu thiên mới mở một cái nhà ma, hình như được xưng là nhà ma lớn nhất toàn bộ đế quốc cửu châu, đi xem một chút không? Ngươi không phải nói muốn dẫn bản tôn đi nghe ngóng một chút những chuyện mà người dân bất mãn sao? thường hy hỏi chậm rãi đi thôi luôn có thể nhìn thấy loại chuyện này đâu phải muốn gặp là gặp được đâu dịp thiên vật suy nghĩ ta mang ngươi chơi tóm lại có thể khiến ngươi cảm nhận được những cảm giác mà ngươi chưa hề cảm nhận được thường hy không nói gì sau đó cùng dịp thiên vật đi lên phía trước gọi một chiếc xe taxi hai người ngồi ở ghế sau chúng ta đi đâu đây lái xe nhìn thoáng qua gương tự nhiên thấy được thường hy phía sau nhìn không được thanh âm nhỏ mấy phần nhà ma cửu châu ok thường hy ngồi ở chỗ đó ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe hai vị là cô cậu chủ của đại gia tộc nào vậy lái xe vừa lái xe vừa tán gẫu với khách theo thói quen sao ông lại hỏi vậy người đẹp trai như vậy cô gái bên cạnh cũng xinh đẹp như vậy thậm chí trên người nàng có một loại cảm giác khí chất rất cao quý vậy khẳng định là những người của đại gia tộc rồi. Diệp Thiên giật cười cười, nói, coi là như thế đi. Thế sao các ngươi không tự lái xe đi? Lái xe kỳ quái nói. À, còn chưa lấy bằng lái. Rất nhanh bọn họ đi tới nhà ma Cửu Châu. Cái nhà ma này tọa lạc tại một con phố cũng khá phồn hoa, vốn là một công viên trò chơi, chỉ là sau này toàn bộ công viên trò chơi được sửa thành một cái nhà ma, có thể biết là nó lớn bao nhiêu rồi đấy mua vé xong hai người đi vào xếp hàng chờ xé vé ở cổng nhà ma những người xung quanh nhìn thấy thường hy hai mắt đều mở to lên không thể tin nổi vào mắt mình sao trên đời lại có cô gái xinh đẹp đến thế có mấy người dạng dĩ cũng không dám đến gần vì sao ư đồ đần cũng nhìn ra được cô gái như vậy tuyệt đối đơn giản trừ phi bọn họ có địa vị tương đối cao mới dám đi tiếp xúc dịp thiên dật biểu thị mình thật là khổ mà cùng thường hy đi chơi còn ngại ngùng hơn so với thần tiên tỷ tỷ nữa ít ra thì thần tiên tỷ tỷ còn biết nói chuyện thường hy thuần túy chính là dùng ánh mắt tò mò nhìn xung quanh diệp thiên giật không nói chuyện với nàng thì một câu nàng cũng không nói sau đó bọn họ cùng nhau tiến vào bên trong nhà ma bên trong nhà ma có rất nhiều người nhưng mà nhà ma rất rất lớn cho nên cũng không dễ dàng đụng phải những người khác vừa mới đi vào trong được chừng mấy chục mét có thể là do bọn họ dẫm lên cơ quan đột nhiên một con quỷ giả hiện ra trước mặt bọn họ bên trong chắc là có gắn loa nữa nên phát ra âm thanh rất rùng rợn ngay sau đó thường hy hoàn toàn là theo bản năng đưa tay kéo dịp thiên vật ra phía sau của nàng sau đó nhấc một tay lên ầm một đạo lực lượng kinh cũng xuyên qua mấy nhà ma rộng mấy ngàn mét dịp thiên vật thường hy căn bản không sợ nhưng nàng không biết thứ đột nhiên xuất hiện này có uy hiếp hay không hoặc nhìn là có uy hiếp đang muốn dọa bọn họ sau đó theo bản năng phóng thích lực lượng. Rồi mọi chuyện thành ra thế này. Diệp Thiên giật nuốt nước miếng một cái. Ôi mèo, đây có khi nào lại là thần tiên tỷ tỷ thứ hai không đây? Hắn đúng là số khổ mà, gặp toàn mấy thần tiên tỷ tỷ không hiểu chuyện đời, nhưng du khách bên ngoài nhà ma, bao gồm cả những nhân viên của nhà mà đều ngơ ngác, chỉ thấy một vệt ánh sáng bạo phát ra, sau đó cả cái nhà ma rộng lớn bị xuyên qua, thậm chí còn kéo dài đến nơi xa, những nơi vệt sáng đi qua, giờ khắc này ở khói đen bốc lên. Chỉ là sâu kiến mà cũng dám làm càng. Thường Hy lạnh lùng nói một câu. Diệp thiên giật. Đột nhiên bên trái lại có một con ma giả nữa xuất hiện, Thường Hy nhíu mày một cái, lại nhấc tay lên. Bục lại là một phương hướng khác của nhà ma bị xuyên qua. Diệp thiên giật nuốt một ngụm nước bọt. Không biết sống chết. Diệp thiên giật một màn này hắn thấy vừa sợ vừa buồn cười cái này chẳng lẽ chính là không khí tác chiến trong truyền thuyết sao những con ma giả kia chỉ là những cơ quan được nhà ma thiết kế để dọa du khách mà thôi nhưng mà ở trong mắt thường hy nó lại là người có ý đồ xấu sau đó thường hy lại giơ tay lên đối với một con ma vừa xuất hiện nữa diệp thiên giật vội giữ cánh tay của nàng lại đừng 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 diệp thiên giật vội vàng nói thường hy nhìn dịp thiên dật một cái đi thôi đi thôi đi thôi dịp thiên dật vội vàng nói nơi này không chơi được nữa thường hy mới thả ra hai cái lực lượng đã hủy không biết bao nhiêu kiến trúc rồi tiền bồi thường cũng phải mấy trăm nghìn cả triệu chứ chẳng đùa cho nên ngươi mang bản tôn đến đây là bởi vì nơi đây có yêu ma quỷ quái sao thành cửu châu thiên nhân loại sinh hoạt vậy mà tồn tại quỷ quái cho nên dân chúng cảm thấy bản tôn trị vì không tốt thật sao thường hy đi theo dịp thiên vật rồi nhàn nhạt hỏi ầm dịp thiên vật sờ lên chóp mũi bà chị ơi những cái kia đều là giả nơi này là nhà ma để cho du khách tham quan mà ngươi nghĩ thử xem nếu như chỗ này thật có yêu ma quỷ quái còn có nhiều người tranh nhau chen lấn tới đây như vậy sao dịp thiên vật nói thường hy nàng chưa từng nghĩ đến phương diện này ta tưởng là những người kia có thể là vì bị yêu ma quỷ quái khống chế nên mới tụ tập đến đây chứ. Thường Hy nhỏ giọng nói. Đây đúng là thần tiên tỷ tỷ thứ hai rồi, nè nè, ngươi tốt xấu gì cũng là nữ hoàng đấy, thành phố này ngay ở dưới chân của ngươi, mặc dù nàng biết rất nhiều thứ, xe cộ, điện thoại, máy tính các thứ, nhưng mà ngươi làm gì nghĩ gì cũng giống hệt với thần tiên tỷ tỷ mộ thiên tuyết vậy. Biết làm sao được, thường hy ở chỗ này trên trăm năm, cũng không đi ra mấy lần, nơi nàng đi thường xuyên nhất chính là yêu thú lĩnh vực, đi tới đó rèn luyện mình, đối với nàng mà nói thì đối với thế giới nhân loại đa số nàng đều hiểu, dù sao nàng cũng có nếp uy trách, có điện thoại di động mà, nhưng là những thứ liên quan tới giải trí thì nàng hoàn toàn mù tịt, bởi vì nàng chưa từng đi chơi bao giờ, cho nên nàng phản ứng như thế cũng có thể hiểu được. Những người giống như nàng ở thế giới này cũng không phải ít những vị ở trong các tông môn lâu không xuống núi cũng không khác Thường Hy là mấy. Một đám bảo vệ chạy đi vào ngang qua bọn họ, sau đó Diệp Thiên Dật kéo Thường Hy đi nhanh lên ra ngoài. Việc này Thường Hy nhất định sẽ không mặc kệ, đến lúc đó nàng khẳng định sẽ bồi thường tiền cho người ta. Cả một ngày, Diệp Thiên Dật mang nàng đi rất nhiều chỗ, mà ngay từ đầu Thường Hy luôn không ngừng hỏi Diệp Thiên Dật đến cùng chỗ nào quản lý không thích đáng, mãi cho đến lúc sau Nàng mới bắt đầu không hỏi chuyện đó nữa mà hỏi sang những thứ khác, hỏi những thứ nàng không biết về thế giới loài người. Trời đã tối, dịp thiên giật rất là hài lòng, độ thiện cảm của nàng đã đạt đến 53. Thường Hy đang ăn kem ốc quế, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía tòa nhà rất lớn và được gắn đèn rực rỡ ở phía trước, sau đó đưa tay chỉ. kia là sòng bạc à, dịp thiên giật gật gật đầu, đúng vậy. Thường Hy nhíu chặt mày ở thành cửu châu thiên mà lại có người dám to gan xây dựng một sòng bạc có quy mô lớn như thế. Đôi mắt của thường hy lạnh lẽo nhìn sòng bạc trước mắt mình, nàng bắt đầu hiểu được dụng ý của diệp thiên giật rồi, hóa ra có rất nhiều chỗ chính sách quản lý đúng là có vấn đề, loại chỗ như sòng bạc này hiển nhiên là không tốt, nàng biết có rất nhiều gia đình bởi vì đánh bạc mà tan cửa nát nhà. Làm càng. Thường hy khí thế phun trào, cây kem ốc quế trong tay hóa thành hư vô nàng nhớ kỹ từ lâu pháp luật đã quy định cấm mở sòng bạc rồi, đương nhiên nàng biết chắc Vân sẽ có người mở, nhưng nàng cũng không có nhiều tâm lực như vậy để ra soát từng chút một, chỉ có thể để cấp dưới đi làm chuyện này, mở sòng bạc nàng cũng không phẫn nộ lắm, cái khiến nàng tức giận nhất là, lại cám cả gan mở sòng bạc công khai trắng trợn như thế. Đúng là lỗi quản lý không nghiêm của nàng. Đây là sòng bạc của nhà ai? Thường Hy hỏi. Loại tội này chính là miệt thị quân vương. Diệp Thiên Dật thì lại cảm thấy rất bình thường, cho dù ở trái đất cũng rõ ràng cấm đánh bạc, nhưng không phải là vẫn có một mấy sòng bạc vẫn được mở rất công khai trắng trợn hay sao, sau đó Diệp Thiên Dật lắc đầu, không biết, ngươi bình tĩnh đã, chúng ta đi vào là biết ngay thôi, thuận tiện chơi đồ một chút cũng được mà. Thường Hi nhíu mày nhìn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật vội vàng nói, nữ hoàng bệ hạ, ngươi cũng đừng bại lộ thân phận ngươi bộ dáng này đến lúc đó bị người khác biết ngươi chính là nữ hoàng thì lần sau cũng không tiện đi chơi nữa đâu, muốn khiến gia tộc này phải đóng cửa sòng bạc cũng có rất nhiều cách mà, ví dụ như thằng hết tiền của nhà cái sòng bạc là được rồi. Thường Hy có chút suy tư một chút, cũng có lý. Trải qua một ngày này nàng phát hiện, kỳ thật ở trong mắt nàng thế giới loài người cũng rất là thú vị, nếu như nàng bị lộ thân phận, thì sau này sẽ rất khó lại trốn ra ngoài chơi thế này nữa, mang theo khăn che mặt lại càng dễ bại lộ hơn. Cũng được. Diệp Thiên giật thầm cười một tiếng trong lòng, từng. Đi chơi, giúp Thường Hy trừng trị bọn họ một chút, mình cũng kiếm thêm ít tiền, bơ phệt, sau đó hai người đi vào. Hoan nghênh quý khách tới sòng bạc thiên thành. Mấy cô gái ăn mặc hở hang đón khách ở cổng thi nhau chào hỏi. Ngay tức khắc Thường Hy nhíu chặt mày. Tầng thứ nhất khói thuốc mù mịt, các loại âm thanh nhốn nháo ồn ào, các loại tiếng hoang hô, còn có tiếng than thở tuyệt vọng xen kẽ cùng một chỗ, đủ loại người, có những người ở tầng đáy của xã hội, có những người phá sản, cầm chút tiền còn sót lại tới đây đánh cược với vận may, được ăn cả ngã về không? Đây chính là lý do nàng rất chán ghét những chỗ như thế này. Đổi một triệu chip. Diệp Thiên Dật đi vào, thường hy đi theo ở phía sau hắn. Diệp Thiên Dật. Một người đàn ông mới từ lầu 2 đi xuống, sau đó thấy Diệp Thiên Dật đang đổi chip ở quầy. Ồ! Anh Uông! Diệp Thiên Dật nhìn thấy Uông Thiên Thành thì cười một tiếng. Thường Hy không biết hắn, những người mà nàng biết đều là mấy người như Liễu Thiên Hải, Tử Ninh Thành mấy người, dù cho Uông Thiên Thành là con trai của một gia tộc lớn như Uông Gia, nhưng nàng không biết, cũng không muốn biết. Cậu Diệp cũng tới cái sòng bạc nho nhỏ này của ta chơi sao? Uông Thiên Thành vừa cầm ly rượu đỏ vừa cười đi tới, sau đó ánh mắt của hắn thấy được thường hy, trong nháy mắt đó ly rượu trong tay nhịn không được lung lay một chút, kém chút rơi trên mặt đất. Cô gái này, xinh đẹp, hoàng mỹ đến mức làm cho người ta ngạt thở. Cho dù hắn tự yên nhiên mà hắn vẫn luôn thích thì ở trước mặt nàng cũng kém hơn nhiều. Nàng là ai? Nàng có quan hệ thế nào với Diệp Thiên Dật? Dựa vào cái gì mà tên Diệp Thiên Dật này có thể đi cùng với một cô gái có khí chất nhường này? vậy mà tử yên nhiên, cả tân sinh bạch hàng tuyết còn thân thiết với hắn như vậy nữa, Diệp Thiên Dật cười nói, ồ, hóa ra đây là địa bàn của anh Uông sao, không có gì, chỉ là ta rảnh rỗi quá nên tới thắng ít tiền thôi mà. Uông Thiên Thành Hoác Ngươi vừa mới nói là tiếng người sao? Uông Thiên Thành rất không thăng bằng. Thiên phú của hắn, địa vị của hắn tuyệt đối nghiền ép Diệp Thiên Dật, bởi vì hắn chỉ là huyền thiên cảnh bát giai cho nên Uông Thiên Thành mới chắc chắn như vậy, nhưng một người như vậy lại hết lần này tới lần khác, chỉ là đẹp trai một chút thôi mà lại có thể có được cô gái cấp bậc này, hắn rất khen tị, hắn đã biết thân phận Diệp Thiên Dật, với địa vị này của hắn thì muốn điều tra một người là một việc vô cùng đơn giản. Một kẻ bại hoại của một trong tứ đại gia tộc của đế quốc Thiên Thủy, trước. Khoan hãy nói đến hắn bại hoại, chỉ cần biết thân thế này của hắn là đã đủ để thấy hắn thấp kém thế nào rồi, sự thần bí của Diệp Thiên Dật trong mắt hắn cũng không còn gì đáng để nhắc đến, hắn cảm thấy rằng những mỹ nữ này vây xung quanh hắn chỉ là vì vẻ bề ngoài của hắn mà thôi. Muốn thắng tiền phải không, vậy hôm nay ta muốn khiến ngươi phải bỏ lại toàn bộ gia sản tại sòng bạc thiên thành của ta. Hung thiên thành nghĩ thầm. Ha ha, cậu Diệp muốn thắng tiền thì có thể đi lên tầng 6, tiền vốn chỉ cần 30 triệu, nếu thắng một ván thì cũng không phải là số tiền nhỏ, hơn nữa cũng không lộn xộn như tầng một này, tầng sáu đều là một số nhân vật có mặt mũi ở thành cửu châu thiên lui tới. Sau đó ung thiên thành mỉm cười. À, cũng được, vậy chúng ta lên tầng sáu. Tất nhiên Diệp Thiên Dật biết Ung Thiên Thành có dự định gì, hắn muốn khiến mình tán gia bại sản, như vậy Diệp Thiên Dật cũng không ngại khiến cho hắn đau tim chết luôn. Cậu Diệp cứ chơi trước đi, nếu chưa tận hứng một lát nữa ta sẽ chơi với ngươi, thế nào? Diệp Thiên giật cười cười, đương nhiên rất hoan nghênh, vậy ta đi lên trước. Chờ ngươi. Quân Thiên Thành nhìn bóng lưng bọn họ đi lên, ánh mắt âm ngoan, sau đó gọi một cuộc điện thoại, đợi chút sẽ có một nam một nữ đi lên, trước tiên để bọn họ thắng một chút, thuận tiện gọi Lão Trương đến. Hắn cảm thấy mình chưa hẳn đã đoạt được người phụ nữ này, nàng có vẻ không đơn giản, nhưng cũng không chắc chắn lắm, mối quan hệ giữa nàng và diệp thiên dật thế nào còn chưa xác định được điều quan trọng bây giờ là hắn muốn khiến diệp thiên dật đến từ một đế quốc nhỏ này không có đất đặt chân ở thành cửu châu thiên này nữa người phụ nữ của ung thiên thành tử yên nhiên một tên nhãi đến từ một đế quốc thiên thủy nho nhỏ mà lại dám mơ tưởng đến nàng sao đã có một người phụ nữ như thế này ở bên cạnh rồi dù không phải người yêu thì ngươi cũng không nên vươn tay hướng về tử yên nhiên nữa cho nên cũng không nên trách ta, sau đó Ung Thiên Thành bước vào một căn phòng, quan sát mọi diễn biến đang xảy ra. Nữ hoàng bệ hạ, thực lực của ngươi mạnh như vậy, hẳn là có thể tùy tiện thay đổi lớn nhỏ của con xúc sắc đúng không? Thường Hy gật đầu. Quy tắc ngầm của sòng bạc chính là vậy, sẽ có cường giả khống chế tình hình trên bàn, nhất là tầng cao nhất, nơi đó có rất nhiều người đánh bạc thực chất là người của sòng bạc, kiếm tiền của những tên ngốc, cho nên tiếp theo Diệp Thiên Dật cũng đoán được sẽ gặp phải chuyện gì, nhất là khi hắn nhìn thấy người đó là Ung Thiên Thành. Bọn họ không có thù oán gì, nhưng Diệp Thiên Dật có thể thấy được hắn rất ghét mình. Sau đó, Diệp Thiên Dật lấy ra một tấm bùa dán vào quần áo mình, đây là truyền thanh phù, có thể truyền âm cho bất kỳ ai trong phạm vi tầm mắt của hắn. Vậy đến lúc đó mời nữ hoàng bệ hạ người xem một vở kịch hay. Thường Hy biết đại khái Diệp Thiên Dật muốn làm gì, đã đến đây rồi vậy nàng liền để diệp thiên vật chơi đùa thật tốt nàng như thế nào đều được ừm đúng rồi sòng bạc này là của uông gia diệp thiên vật nói uông gia đúng không thường hy hơi hơi trầm ngâm ánh mắt lạnh lùng là gia tộc đỉnh cấp của thành cửu châu thiên uông gia vậy mà không theo quy tắc của nàng còn trắng trợn như thế nàng vô cùng tức giận bình tĩnh bình tĩnh chắc hẳn đợi chút nữa nữ hoàng bệ hạ người có thể nhìn thấy người uôn gia. Diệp Thiên giật miễn cười, sau đó hai người đi lên tầng 6. Vừa có thể giúp Thường Hy một việc, mình còn có thể kiếm tiền, tội gì mà không làm. Tiền vẫn là nên nhiều một chút thì tốt hơn, dù sao trong nhà cũng có nuôi, à không có một thần tiên tỷ tỷ rất biết tiêu tiền. Còn phải nuôi nhiều cô gái như vậy nữa. Tầng 6 rất rộng lớn, lộng lẫy, có rượu vang đỏ miễn phí, đồ ăn nhẹ, các loại ghế da dựa, người cũng không ít, âu phục dày da, mỹ nữ trong lòng. Sự xuất hiện của cả hai ngay lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Bọn họ nhìn thấy Diệp Thiên Dật và Thường Hy, nhau nhau hít sâu một hơi. Hai người này là ai? Ta chưa từng thấy qua, cô gái kia quả thực là xinh đẹp, giống như một tiên nữ vậy. Quá rung động, lẽ nào là một thiên kim của đại gia tộc nào đó? Không không không, thiên kim đại gia tộc nào mà chúng ta không biết cơ chứ thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua nàng chẳng lẽ là từ nơi khác đến khí chất cao quý thân phận chắc chắn không thấp nhưng hẳn không phải người thành cửu châu thiên mà khả năng là thiếu tiền nếu không cũng không đến sòng bạc này hai người vừa bước vào đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người rồi hai vị chơi mấy ván một người đàn ông trung niên cầm ly rượu đỏ mỉm cười bước tới nghe nói một ván ba mươi triệu, diệp thiên giật thỏi, ha ha, ít hơn chút cũng có, năm triệu, mười triệu đều được, được thôi, mời. vào lúc này mấy người tiến vào tầng một trở thành tâm điểm càng lớn hơn. chị thập nhất, sao chị lại muốn đến sòng bạc thế? bạch hàng tuyết cao mày, nàng không thích loại địa phương này, bởi vì nàng biết trước kia vì bài bạc mà diệp thiên giật thật sự khiến diện thiên nhi buồn phiền không ít nàng cũng rất ghét nơi này họa thủy mộ thiên tuyết phía sau cùng tiểu anh vũ kéo lại cảm thấy rất hứng thú nhìn nơi này mộ tiên tuyết chưa bao giờ đến nơi như vậy mặc dù dịp thiên dật đã đưa nàng đi chơi rất nhiều nơi cảm giác những người nơi này đều dáng vẻ rất hưng phấn cảm giác rất vui thi gia nhất cười nói chơi thôi đi ra ngoài chơi còn không được càng rỡ một chút sao ta còn chưa tới sòng bạc chơi qua bao giờ cảm nhận một chút lối sinh hoạt của Diệp cặn bã xem nó thế nào, chơi nhỏ thôi, cũng không phải đâu đầu ăn thua mà, chơi cho vui thôi. Cũng được. Các nàng tới chơi không phải thật sự vì đánh bạc, chỉ là chơi giải trí chút thôi. Ung Thiên Thanh đang theo dõi Diệp Thiên Dật ở lầu 6 đang chơi với người của hắn, Diệp Thiên Dật đã thắng liền ba ván, 15 triệu tới tay, đây là cục diện mà hắn muốn xem. Diệp Thiên Dật là huyền thiên cảnh bát giai, không có năng lực thay đổi con xúc sắc trong ống cũng không có khả năng biết trước được là tiểu hay đại đến lúc đó hắn ra tay sau lưng mang theo cường giả thiên tôn cảnh hắn muốn thắng sao thì có thể thắng như vậy trước hết để cho dịp thiên vật này cảm thấy hôm nay may mắn cái đã một tên phế vật đến từ đế quốc thiên thủy trong mắt hắn cũng chỉ là tên phế vật có thể tùy ý đùa bỡn mà thôi trước đây còn tưởng rằng có gì ghê gớm lắm sau đó hắn vô tình ngẩng đầu một cái liền choáng váng Bạch Hàng Tuyết, thi gia nhất, họa thủy hắn biết, cô bé kia thì hắn không quan tâm lắm, hắn không có sở thích biến thái đó, nhưng còn có một cô gái. Trời ạ, à, hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Người phụ nữ bên cạnh dịp thiên dật vừa rồi đã đủ nghịch thiên rồi, bây giờ lại đến một người nữa, thi gia nhất các nàng ở dưới tầng một mỗi người chơi vài ván, thắng hai nghìn tệ, thi gia nhất đắc ý cười cười. Nè nè nè, chúng ta lên tầng sáu đi nghe nói tầng sáu một ván cược mấy triệu mấy chục triệu lần đó thi gia nhất muốn chơi lớn nói chị thật nhất chẳng lẽ chị thi gia nhất ta muốn chơi cũng phải có tiền để chơi chứ lên trên xem trò vui thôi một ván mấy chục triệu xem thích hơn được sau đó mấy người vừa nói vừa cười đi lên bởi vì các nàng quá đẹp dẫn đến không ít người tầng hai tầng ba chú ý tới họ cũng đi theo lên đến tầng sáu ngay lập tức số lượng người ở tầng 6 nhiều chưa từng thấy. Ta nói này ông anh, đã thua 40 triệu rồi, còn chơi nữa không? Diệp Thiên giật cười. Không đánh không đánh nữa. Người đàn ông trung niên đó đi ra, Diệp Thiên giật cười tủm tiễn thu mấy đồng chip lại, vừa vô ý nghiêng đầu, sau đó hắn. Hoài nghi nhân sinh. Không hổ là nơi một ván mấy triệu mấy chục triệu, đúng là khác biệt mà. Họa thủy nhìn tầng 6 thì nhịn không được khen ngợi một tiếng. Hoa OA hoa. Nhiều đồ ăn ngon quá, tiểu anh vũ mắt phát sáng nhìn đồ ăn ngon bày trên bàn, mộ thiên tuyết sắp không giữ nổi nàng nữa rồi. Các vị tiểu thư, những thức ăn này đều là cung cấp miễn phí. Một mỹ nữ xinh đẹp cười nói. Sau đó, tiểu anh vũ tránh thoát khỏi tay mộ thiên tuyết, chạy vội hướng đến đồ ăn ngon, mộ thiên tuyết cũng cảm thấy thích thú, nàng cũng đang học nấu ăn, sau đó nàng phát hiện ra rằng nàng không chỉ có thể học nấu ăn mà còn có thể học làm những chiếc bánh ngọt rất đẹp, sau đó nàng cũng đi đến. Cô bé này thật đáng yêu. Thi gia nhất cười cười, ngẩng đầu, sau đó một mặt choáng váng khi nhìn thấy Diệp Thiên Dật. Họa Thủy, Bạch Hàng Tuyết cũng nhìn thấy Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật rất xấu hổ. Á đù, thực sự, đây cũng quá trùng hợp. Chúng ta đừng trùng hợp như vậy được không, mấy nàng ấy tại sao đến sòng bạc làm gì? Diệp Thiên giật chết cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải các nàng ở sòng bạc. A a a a, ồ, hay đấy, có người cả đêm không về, ở đây đánh bạc sao? Thi gia nhất khóe miệng hơi cong lên, sau đó đi đến. Bạch Hàng Tuyết nhíu mày, hắn thật sự vẫn đánh bạc sao? Mặc dù bây giờ hắn có không ít tiền, thế nhưng mà... Hắn vẫn không thay đổi sao, sau đó nàng và họa thủy cũng bước đến. Ta nói chứ, ngươi làm gì ở đây? Thi gia nhất ngồi xuống tay vịn của ghế Diệp Thiên Giật đang ngồi. Tới chơi đùa thôi. Diệp Thiên Giật lúng túng gãi đầu. Cho nên đi chơi cũng không mang theo bọn ta đi đúng không? Thế mà lại mang theo cô gái khác. Sau đó thi gia nhất nhìn về thường hy phía bên cạnh. Bạch hàng tuyết họa thủy cũng nhìn về phía nàng, trong nháy mắt ba cô gái sợ ngây người. Các nàng đã gặp qua liễu khuynh ngữ, liễu thiển thiển, bọn họ đều rất đẹp, còn có tử yên nhiên nữa, nhưng cô gái này. Diện mạo đỉnh phong, khí chất cao quý rất tuyệt, loại cảm giác này các nàng chỉ cảm nhận được ở một người, đó chính là mộ thiên tuyết, dịp thiên giật này kiếm đâu ra cô gái xinh đẹp cao quý như vậy. Làm sao bên cạnh hắn tất cả đều là những cô gái xinh đẹp nhường này chứ? Thường Hy nhìn thấy bọn họ cũng có chút không thích ứng, rất xinh đẹp, nhưng nàng không phải thích ứng cái này, mà chính là nàng nhìn ra được các nàng quen biết với Diệp Thiên Dật, loại cảm giác đó rất kỳ quái. Cũng may là thân phận nữ hoàng cửu thiên của nàng không bị bại lộ, nếu không thì khó rồi. Chị gái này thật xinh đẹp. Thi gia nhất hồi phục lại tinh thần rồi nói. Dung mạo và khí chất này của nàng tuyệt đối không phải là người đơn giản, thậm chí các nàng còn cho rằng nàng là cô gái này giống mộ thiên tuyết, bị dịp thiên giật lừa từ đâu đến, trên thực tế thì cũng không khác mấy những người xung quanh thực sự choáng váng những người phụ nữ xinh đẹp đến không tưởng nổi này lại vây xung quanh một người đàn ông. Người này rốt cuộc là ai, thường hy khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, các ngươi cũng rất xinh đẹp. Câu nói này rất kỳ quái, bởi vì trong đời nàng chưa từng nói câu nào như thế này, nàng đều là khi đi đến đâu mọi người sẽ hành lễ, nàng chỉ cần duy trì uy quyền đế vương, làm những gì nàng muốn làm là được rồi, nhưng hôm nay nàng quả thực đã thay đổi rất nhiều, chủ yếu là lúc này nàng đang tùy ý còn trường hợp bình thường tuyệt đối sẽ không như thế, nơi này là đô thị bình thường của con người, nàng chỉ muốn thích ứng một chút thân phận của một người bình thường mà thôi. Chủ nhân Papa Tiểu Anh Vũ nhìn thấy Diệp Thiên Dật, sau đó vui vẻ nở nụ cười nhảy vào trong ngực Diệp Thiên Dật, ôm lấy cổ Diệp Thiên Dật và cười, hi 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 hi. Thường Hi liếc nhìn Tiểu Anh Vũ một cái, nàng đương nhiên biết cô bé này. Chị gái là chị à, đôi mắt to tròn của tiểu anh Vũ nhìn Thường Hy, nàng không quen gương mặt này, nhưng cái mũi nhỏ của nàng rất tinh, nàng có thể ngửi được mùi vị của Thường Hy. Thường Hy hơi sững sờ một chút, lúc này nàng theo bản năng vội vàng quay đầu sang một bên, bởi vì nàng cảm thấy một loại uy hiếp như có như không, loại cảm giác đó là một sự tồn tại rất đáng sợ có thể uy hiếp nàng, mặc dù không có bất kỳ khí tức cùng lực lượng nào được phóng thích ra, nhưng đây chính là trực giác của một người cường giả sau đó ánh mắt của nàng rơi vào trên người mộ thiên tuyết đang ôm một ly coca, đang dùng ống hút uống. Là ngươi. Chân mày thường hỉ nhíu lại, đồng tử hơi co lại, mái tóc cũng theo đó bay bay. Diệp thiên giật. Không sai, khi thường hy nói ra câu này, Diệp thiên giật sửng sốt, các nàng quen nhau, chờ đã. Nhìn biểu hiện của thường hy, các nàng dường như không phải là bạn. Đôi mắt xinh đẹp của mộ thiên tuyết vừa nhìn thường hy, vừa uống coca. Chúng ta biết nhau à? Sau đó, mộ thiên tuyết nghi ngờ hỏi. Nàng không biết mình sao, không đúng, không thể nào, Diệp Thiên Dật vội vàng nói, à, thần tiên tỷ tỷ nàng ấy mất trí nhớ, cho nên. Nghe được lời nói của Diệp Thiên Dật, luồng khí thế hơi dân trào vẫn chưa khuếch tán của thường hy thu lại. Mất trí nhớ, nhận lầm người rồi, xin lỗi. Thường hy nhàn nhạt nói một câu xong, sau đó đứng đó không nhúc nhích sao lại là nàng? Sao nàng lại đến nơi này, tại sao lại mất trí nhớ? Nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy không thể nào. Thường Hy biết rõ về nàng, cửu vĩ thiên hồ, năm đó một mình nàng chiến đấu với hơn 300 người thiên đạo cảnh của nhân tộc, cuối cùng chỉ còn có mười mấy người còn sống trở về, nàng là một trong số đó, thương thế của nàng chính là bởi vì trận chiến đó. Dù sau này nàng rất hối hận, bởi vì vẫn chưa xác định được yêu thần Cửu Vĩ Thiên Hồ này rốt cuộc có phải kẻ chủ mưu tấn công nhận loại gây ra trận đại nạn năm đó hay không, mà bây giờ nàng thoạt nhìn không có bất kỳ uy hiếp gì, thương thế của mình nàng cũng chưa từng trách nàng, chỉ là nàng nghĩ không ra. Diệp Thiên giật lúng túng. Thường Hy này xem ra có thù với thần tiên tỷ tỷ, nhưng có thể vì nguyên nhân nào đó nên nàng không động thủ, nhất định không thể để các nàng động thủ với nhau được tối nay trở về phải tranh thủ hỏi thường hy một chút xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mới được. Hì hì, tất cả mọi người đã tới, vậy thì cùng nhau chơi đi, ngồi đi ngồi đi, mọi người đều là bạn mà, ha ha ha. Sau đó Diệp Thiên Giật vừa cười vừa nói. Được thôi, ngươi còn muốn đánh bạc sao? Bạch Hàng Tuyết hỏi. Ách! Ngay lúc này, Ung Thiên Thành đi tới. Khi nhìn thấy thi gia nhất hắn đã giả vờ ngạc nhiên cô Thi cũng tới đây chơi sao? Thi gia nhất nghịch nghịch lọn tóc nói, chơi không nổi, đến xem thôi, ngươi là ai? Ách! Quân Thiên Thành khóe miệng giật giật, sau đó nói, không quan trọng, cô Thi và cậu Diệp đây là bạn bè. Không quen không quen, ta chỉ là cùng bạn bè qua đây xem trò vui thôi. Thi gia nhất lắc lắc đầu. Quân Thiên Thành cười cười, không dám nhìn những người khác, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên Giật, nói, xem ra cậu Diệp thắng không ít nhỉ. Tạm được, chơi không? Diệp Thiên giật khẽ nhất khóe miệng. Tuy giàn hậu cung thiếu chút nữa là bùng nổ nhưng những việc nên làm vẫn phải làm. Đương nhiên muốn chơi. Sau đó Ung Thiên Thành ngồi xuống đối diện Diệp Thiên Dật, rất nhiều người xung quanh thậm chí bỏ canh bạc đã bắt đầu xuống, vây quanh họ để xem. Các em gái rất hiểu ý đứng sau lưng Diệp Thiên Dật. Ung Thiên Thành cười lạnh trong lòng một tiếng. Phía sau hắn có một lão giả nhìn như đang xem kịch vui này cũng chính là lão trương, một cường giả của ung gia, tuy không phải người nhà họ ung nhưng rất trung thành, dịp thiên giật này, huyền thiên cảnh bác giai, thi gia nhất mặc dù là giáo viên, nhưng đoán chừng cảnh giới cũng không cao, những người khác càng không cần phải nói, còn có hai cô gái rất xinh đẹp khí chất cao quý kia nữa, ung thiên thành cũng không lo lắng, dù sao tuổi trẻ như vậy khẳng định không phải là cao thủ, nếu là cao thủ bọn họ cũng không cần thiết phải đến sòng bạc để kiếm tiền. Chỉ là hắn rất khó chịu chính là năm cô gái cực phẩm như vậy, cả cô bé xinh đẹp kia đều xây quanh tên Diệp Thiên Dực kia. Rốt cuộc là vì sao? Chỉ bằng cái vẻ ngoài này của hắn sao? Đáng giận. Có điều vẫn phải công nhận, hắn xác thực rất đẹp trai, hắn có thể tạm thời không tìm được cơ hội giáo huấn Diệp Thiên Dực này, nhưng có thể tùy ý đùa dẫn hắn, Hắn ngược lại muốn xem Diệp Thiên Dật có bao nhiêu tiền có thể ném ở đây, không sai, hắn chỉ là đang tìm cách để bản thân tìm lại chút cân bằng trong lòng mà thôi. Thường Hy đứng đó, từ từ khôi phục lại, nàng đã mất trí nhớ vậy thì không sao, chỉ cần chú ý một chút là được rồi, sau đó hỏi một chút Diệp Thiên Dật những việc liên quan đến nàng. Bây giờ điều quan trọng hơn là sòng bạc khiến nàng tức giận này, nếu như Diệp Thiên Dật không quản, nàng có thể trực tiếp cho người đến tìm Uông gia tra hỏi. Bây giờ nàng muốn xem Diệp Thiên Dật làm thế nào để chính bọn họ tự tìm khó chịu. Diệp Thiệt Dật vì sao lại muốn quản chuyện này, còn vì cái gì nữa? Kiếm tiền chứ sao. Hôm nay hắn dự tính kiếm không ít tiền. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi, bắt đầu từ cái đơn giản nhất là đoán lớn nhỏ đi. Ung Thiên thần châm một điếu xì gà rồi ngồi gác chân ở đó nhìn Diệp Thiên Dật. Được thôi. Diệp Thiên Dật cười cười, lấy ra một điếu thuốc sau đó ngậm lấy rồi quay sang bên cạnh. Bạch hàng tuyết rất hiểu ý của dịp thiên dật, con hàng này chính là muốn ra vẽ, sau đó nàng cầm bật lửa trên bàn trước mặt dịp thiên dật châm lửa cho dịp thiên dật. Hung thiên thành. Đúng nó chứ, dịp thiên dật hít một hơi khói, sau đó nói, vậy bắt đầu đi. Hung thiên thành buông chân đang vắt chéo xuống, trong lòng cười lạnh, sau đó có một mỹ nữ đi đến, đặt ba con xúc sắc vào trong ống rồi lắc nhanh, sau đó đặt ở giữa bàn cậu Diệp phải cẩn thận đấy, ta chơi trò này lợi hại lắm đấy, mà ta cũng rất may mắn nữa đó. Hung Thiên Thành nói. Diệp Thiên giật mỉm cười, nhìn hắn một cái rồi nói, ngươi biết ta là ai không? Ai? Quái thú cờ bạc. Hung Thiên Thành. Cậu Diệp là khách, mời cậu đoán trước, thế nào? Diệp Thiên giật cười cười, sau đó đẩy 10 triệu chip ra giữa bàn. 10 triệu, ta cược lớn. Ung Thiên Thành cũng cười, và nói, chơi 10 triệu có ý gì? Trước mặt cậu Diệp Thiếu có 50 triệu chip, chúng ta một ván trực tiếp cực 50 triệu, thế nào? Sau đó Diệp Thiên giật đẩy nốt 40 triệu còn lại vào. Mọi người xung quanh hít sâu một hơi. Mặc dù họ cũng đã thấy cực 50 triệu một ván rồi, nhưng... Ung Thiên Thành này là nhà cái, hắn có thể thua sao, còn quá trẻ a, à, ung Thiên Thành đẩy 50 triệu chip ra, 50 triệu, ta cực nhỏ, mở đi. Sau đó, ống sàng mở ra. Hai, năm, sáu, lớn, Diệp Thiên Dật cười một tiếng, có vẻ hôm nay anh uông vận khí không tốt rồi. Ở đằng sau, đôi mắt xinh đẹp của thi gia nhất sáng lên. Đù. 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 Tại sao lần nào cũng thấy tên Diệp Thiên Dật này kiếm tiền đều dễ như vậy nhỉ? Uông Thiên Thành trong lòng cười lạnh. Hắn cố ý thua Diệp Thiên Dật, cái này gọi là thả con săn sắn bắt con cá rô, để cho hắn tiếp tục thắng, sau đó chỉ cần cược một ván lớn thắng tất, thì sẽ thắng được càng nhiều. Sau đó Ung Thiên Thành cười cười nói, thua một ván mà thôi, có gì đâu. Đi, đổi 50, chip khác, chúng ta tiếp tục. Ván thứ hai, Diệp Thiên Giật thắng. Ván thứ ba, Diệp Thiên Giật chiến thắng. Ván thứ tư, Ung Thiên Thành gỡ lại một ván. Ván thứ năm, Diệp Thiên Giật vẫn thắng, Uông Thiên Thành đã thua 150 triệu, tất cả mọi người nhìn chính là Hải Hùng khiếp vía, chuyện này chẳng lẽ nhà cái thật không âm thầm thao tác gì sao? Họ biết Ung Thiên Thành, biết đây là sòng bạc của Ung gia, cho nên không có người nào muốn đấu cùng Ung Thiên Thành, mà bây giờ Ung Thiên Thành lại thua nhiều như vậy. Vào lúc này, Ung Thiên Thành lộ vẻ mặt có chút căng thẳng, Diệp Thiên giật làm sao có thể không biết mấy chiêu trò này của hắn. Nhưng hắn giả vờ như không biết, anh Uông còn chơi nữa không? Mới mấy ván đã thua ta 150 triệu rồi. Diệp Thiên giật nhếch miệng cười nói. Uông Thiên Thành nghiến răng, sau đó nói, đổi ta 200 triệu, sau đó nhìn về phía Diệp Thiếu giật, nói, ván này trực tiếp chơi 200 triệu, Diệp Thiếu có theo hay không? Mọi người lại hít sâu một hơi. Sau đó Uông Thiên Thành giải thích, con người của ta thích nhanh gọn, thay vì cứ ván nào cũng 50 triệu quá chậm, chẳng bằng trực tiếp chơi 200 triệu, thắng liền hồi vốn. Dám không? Bạch hàng tuyết khẽ cau mày, nàng có dự cảm không lành. Diệp thiên giật bật cười, đổi 50 triệu nữa. Sau đó Diệp thiên giật và Ung thiên thành cùng đẩy 200 triệu vào. Không hổ là cậu Diệp, Ung thiên thành rất khâm phục khí phách này. Sau đó, mỹ nữ lắc ống xúc sắc xong để xuống. Diệp thiếu, mời. Vậy thì tiếp tục đặt cửa lớn đi. Diệp thiên giật nhún vai ta đặt nhỏ. Sau đó ôn Thiên Thành làm như vô tình sờ sờ lỗ tai của mình, nhưng thật ra là đang truyền tín hiệu cho người ở phía sau. Thần thức của Thường Hy có thể biết bên trong là lớn, nhưng lại đột nhiên biến thành nhỏ, lông mày nàng cau lại, đây chính là thủ đoạn mà sòng bạc ép những người kia khiến gia đình họ tan nát. Nhưng Diệp Thiên Dật không cho nàng bất kỳ chỉ thị nào, nàng cũng không động. Ống sàng mở ra, 111, nhỏ, ha ha, cậu Diệp, một ván lật bàn ha. Hung Thiên Thành cười lớn. Diệp Thiên giật bộ dáng trông rất không cam tâm. Tiếp tục. Cho ta đổi 500 triệu. Mấy người bạch hàng tuyết không biết Diệp Thiên Dật muốn làm gì, nhưng luôn cảm giác hắn trông không giống một kẻ ngốc, có phải có kế hoạch gì hay không? Các nàng cũng không nói gì, chỉ là thi gia nhất có chút lo lắng. Ung Thiên Thành nhìn sắc mặt Diệp Thiên Dật thì trong lòng cười thầm một tiếng. Quả nhiên là đến từ đế quốc nhỏ đều là như thế, chưa trải sự đời. Vậy thì sẽ cho hắn mất hết tất cả gia sản, 500 triệu một ván. Cung Thiên Thành nhìn Diệp Thiên giật hỏi. Diệp Thiên giật trực tiếp đẩy vào. 500 triệu, ngươi dám đến không? Ta đường đường là con trai cả nhà họ Uông, có gì không dám. Chơi. Mọi người xung quanh nuốt nước bọt. Cung Thiên Thành này bọn họ có thể hiểu được vì sao hắn lại mạnh tay đến thế nhưng người đối diện hắn là ai mà cũng phóng khoáng như thế, tiếp tục đặt cửa lớn, ta không tin vẫn là nhỏ, Diệp Thiên Dật cắn răng nói nói. Vậy thì ta sẽ tiếp tục đặt nhỏ vậy. Bên trong ống bây giờ là 2, 3, 6, lớn, nhưng đột nhiên nó lại biến thành nhỏ. Ống sàng mở ra Diệp Thiên Dật lại thua. Diệp Thiên Dật đứng bật dậy, cả người có chút run rẩy. Khi Ung Thiên Thành nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Thiên Dật thì trong lòng không khỏi cười một tiếng. Phong thủy luân chuyển, cậu Diệp còn chơi nữa không? Diệp Thiên giật ngồi xuống cắn móng tay, như thể đưa ra một quyết định lớn. Cho ta đổi 5 tỷ. Sau đó Diệp Thiên giật trầm giọng nói ra. Cung Thiên Thành hai mắt vô thức sáng lên. Mắc câu rồi, đã mắc câu thật rồi, có điều hắn vậy mà có thể có 5 tỷ. Điều này làm hắn rất kinh ngạc. Diệp Thiên giật. Bạch Hàng Tuyết lo lắng nói. Đàn bà im miệng, Diệp Thiên giật hừ lạnh một tiếng. Hắn biểu thị có thể đến lúc về nhà sẽ phải quỳ ván giặt đồ. Bạch Hàng Tuyết Được, nàng im miệng còn không được sao, nàng thực sự không rõ là Diệp Thiên Dật đang diễn trò hay là thực sự tâm lý cờ bạc. Dựa theo con người của Diệp Thiên Dật trước kia, vậy chính là vế sau, mà Diệp Thiên Dật bây giờ, được lắm, hắn vậy mà dám quát nàng. Giỏi lắm. Năm tỷ, ngươi có dám chơi tiếp không? Diệp Thiên Giật mắt đỏ hoe, kỹ năng diễn xuất của hắn thật ghê gớm. Cung Thiên Thành cũng giả bộ do dự. Cậu Diệp, ngươi chắc chứ? Đây không phải là một con số nhỏ. Ngươi sợ à, Diệp Thiên Giật hỏi. Ha ha. Được. Lời này của ngươi nói ra, nếu ta không tiếp tục vậy thì không phải đàn ông. Năm tỷ. Mọi người. Đây chắc chắn là cảnh tượng điên rồ nhất mà họ từng thấy. Sau đó, mỹ nữ kia lắc ông sàng xong lại đặt xuống bàn. Tiếp tục đặt lớn, lần này ta không tin vẫn là nhỏ. Diệp Thiên giật đẩy 5 tỷ chip vào. Cung Thiên Thành trong lòng cười lạnh một tiếng. Vậy thì ta vẫn đặt nhỏ vậy. Mở ra. Giờ phút này trong ống có 5, 5, 6 chớp mắt sau biến thành 1, 1, 2. Khóe miệng Diệp Thiên giật hơi nhếch lên, ánh mắt của mọi người đều dán vào ống sàng đang từ từ mở ra khóe miệng Uông Thiên Thành hơi nhếch lên, rất tự tin bắt chéo hơi chân, cần lấy điếu xì gà nhìn kết quả. Xung sao ba con xúc sắc trên bàn là sáu, 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 lớn, bụt lần này đến lượt Ung Thiên Thành vỗ bàn một cái không thể tin được, theo bản năng đứng bật dậy. Lớn. Làm sao nó có thể là lớn được? Chẳng lẽ lão trương có sai sót gì sao? Hắn cứng nhắc ngồi xuống, lão giả phía sau cũng không dám tin. Năm tỷ, 5 tỷ này cho dù đối với Ung Gia cũng không phải là một số tiền nhỏ. Hắn vậy mà lại thua, hắn đã bị lừa. Đây là phản ứng đầu tiên của hắn, không, không, hắn tuyệt đối không tin, những người sau lưng Diệp Thiên Dật chỉ là một đám con gái, hai cô gái kia có vẻ cao quý, thần bí, nhưng mà còn trẻ như vậy, chẳng lẽ đã là cường giả cấp bậc thiên tôn cảnh sao? Không thể nào, lão trương là thiên tôn cảnh bát giai, mà thuộc tính của hắn thuộc tính tinh thần, phương diện khống chế tinh thần cho dù thánh quân cảnh cấp thấp bình thường cũng không bằng được hắn nếu như diệp thiên giật cũng có người đang thay đổi con số muốn chế ngự trương lão thì người đó nhất định phải là thánh quân cảnh sau lưng hắn có người là thánh quân cảnh tuyệt đối không có khả năng nhưng tại sao hắn lại thua mà nhìn thấy cảnh này bạch hàn tuyết các nàng có lý do tin rằng diệp thiên giật nãy giờ vẫn đang diễn kịch ha ha diệp thiên giật cười lớn đem toàn bộ chip kéo đến trước mặt mình anh uông phong thủy luân chuyển nữa rồi lần này ta một ván trực tiếp lật bàn diệp thiên giật cười lớn nói những người xung quanh hết khí lạnh họ vốn cho rằng đây đúng là ván cờ của uông thiên thành uông gia nhưng đến bây giờ có vẻ như không phải thật là sảng khoái thi đấu cấp độ này thực sự kích thích anh uông còn chơi nữa không diệp thiên giật nhếch miệng hỏi hắn cũng không kích hắn quá nhiều bởi vì diệp thiên giật biết nếu mình mà kích hắn quá sẽ khiến hắn nghi ngờ khiến hắn không dám tiếp tục loại thiên tài này cũng phải là đồ ngốc dù không chơi thì diệp thiên giật cũng đã thắng hơn 4 tỷ đã rất hài lòng rồi phần còn lại sẽ đợi đến khi ôn gia không cam lòng để hắn lấy trắng tiền sau đó đến ám sát hắn thường hy xuất thủ thuận thế bắt ung gia đến tay diệt trừ ôn gia là không thể nào nhưng tạo áp lực tuyệt đối là không có vấn đề một công đôi việc mình kiếm được tiền, lại cộng thêm tội danh Uông Gia mở sòng bạc. Uông Thiên Thành có chút không dám tiếp tục. Nhưng hắn tuyệt đối không cam tâm. Ngươi chờ một chút, ta cần suy nghĩ một chút, ta đi vệ sinh một lát. Uông Thiên Thành đứng dậy rời đi, một lát sau Lão Trương cũng bước theo. Trong nhà vệ sinh, Uông Thiên Thành đang hút thuốc. Lão Trương, có chuyện gì vậy? Uông Thiên Thành cao mày hỏi. Thiếu gia, ta cũng không rõ, Ta xác thực đã thay đổi lớn nhỏ bên trong. Sau khi thay đổi có thể đúng là lão phu sơ suất, không tiếp tục chú ý. Sau đó khả năng bị một vị thiên tôn cảnh nào đó đổi lại thành lớn. Thiên tôn cảnh ý ngươi là? Trương Lão nói, một trong số những cô gái sau lưng người đó nhất định là cấp bậc thiên tôn cảnh, có khả năng nhất là vị đi cùng với hắn. Đằng sau có một vị cũng rất có khả năng khí chất bất phàm, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thiên tôn cảnh trên đời này thánh quân cảnh ít càng thêm ít, cho dù là gia các thanh thiên cũng chỉ là thánh quân cảnh mà thôi, mà các nàng tuổi không lớn lắm, tuyệt đối không có khả năng là thánh quân cảnh. Lực lượng tinh thần của lão phu dù cho thánh quân cảnh cấp thấp cũng không thể nào so sánh được với ta, cho nên. Cung thiên thành gật đầu, ta hiểu rồi. Vậy thì để cho bản thiếu khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Sau đó hắn đi ra ngoài. Bên kia, Diệp Thiên Dật vẫn đang ngồi ở đó, tiểu anh vũ cầm lấy bánh ngọt cười ngốc ngốc đút cho dịp thiên dật ăn bạch hàng tuyết thì bưng rượu vang đỏ đến cho dịp thiên dật nhìn dáng vẻ dịp thiên dật giống như lão đại vậy thường hy khẽ lắc đầu nhưng dịp thiên dật xác thực có khả năng có thể nắm bắt chính xác tâm tư của một người quả thực không đơn giản hắn biết điểm dừng cũng biết lúc nào nên lui lúc nào nên tiến người này nếu được bồi dưỡng tốt nàng cảm thấy có thể trở thành đại tướng quân của đế quốc tướng quân ngoại trừ khả năng dẫn binh thì tâm tư kính đáo cũng rất quan trọng, ừm. Có nên bồi dưỡng hắn một chút không nhỉ? Nếu hắn đồng ý làm tướng quân của đế quốc, nếu như hắn có cái năng lực này thì nàng thậm chí có thể phong hắn làm Định quốc đại tướng quân. Người cầm binh quyền lớn nhất. Nàng cảm thấy Diệp Thiên Dật là một tài năng tốt để bồi dưỡng, nếu như bồi dưỡng tốt nhất định sẽ không kém. Mà nếu Diệp Thiên Dật biết khẳng định sẽ không vui. Định quốc đại tướng quân đó là cái quần què gì, lão tử muốn làm đế quân, phu quân của nữ hoàng, hiểu chưa? Còn đại tướng quân nữa chứ, đó chính là cái đống ship. Đại tướng quân cầm trường thương trong tay giết người, còn trường thương của Diệp Thiên Dật là phải dùng để đâm nữ hoàng. Lúc này Ung Thiên Thành mới đi đi tới, đập một cái thẻ xuống bàn. Vừa rồi để người nhà chuyển cho ta 15 tỷ, cậu Diệp, 15 tỷ, ngươi có đủ để chơi không? Mọi người Điên rồi. Điên thật rồi, vốn của toàn bộ sòng bạc này là bao nhiêu? Mua toàn bộ sòng bạc, cộng thêm chip của nhà cái, có thể được 10 tỷ. Các ngươi trực tiếp muốn cược một ván 15 tỷ, dịp thiên dật do dự một chút. Toàn bộ tiền tài của ta chỗ này cũng chỉ có 15 tỷ. Thực ra dịp thiên dật vẫn còn 20 tỷ, đều là tiền bán những bảo bối kia đi, nhưng mà cũng chỉ thế thôi, Mấy chục tỷ này khả năng mua một linh khí lợi hại chút là đã hết sạch rồi. Có dám không? Ta cũng được ăn cả ngã về không, đặt một ván cuối cùng. Ung Thiên Thành biết mình sẽ thắng, vì vậy hắn muốn thắng hết tất cả mọi thứ của Diệp Thiên Dật, Diệp Thiên Dật nghiến răng, đẩy 10 tỷ ra, sau đó lấy ra một tấm thẻ đập xuống bàn. Đổi 5 tỷ. Xung quanh nổ tung ngay lập tức. Được. Được lắm. Ta Cung Thiên Thành ngày hôm nay quả thật rất bội phục ngươi. Cung Thiên Thành gật đầu, nhưng trong lòng nở hoa. Hôm nay là ngày tháng tốt, nghĩ thầm mọi chuyện đều thành. 30 tỷ chip được đẩy ra giữa bàn. Cậu Diệp, ngươi còn đặt lớn nữa không? Cung Thiên Thành hỏi. Tiếp tục đặt lớn. Được. Vậy thì ta cũng tiếp tục đặt nhỏ. Mỹ nữ đặt ống sàn xuống, các số bên trong là 2, 3, 6, là lớn mà ngay lập tức trở thành một, một, một nhỏ, Diệp Thiên giật khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó truyền âm cho Thường Hi, để cho nàng trước không nên động, đợi đến thời điểm cuối cùng lại động. Mở. Cung Thiên thành bày mưu tính kế. Mở đi. Diệp Thiên giật nói. Sau đó ống sàn từ từ mở ra, mọi người nhìn chầm chầm vào đó, hô hấp đều ngừng lại. Trương lão dò xét xem thử một chút, phát hiện quả nhiên biến thành lớn sau đó hắn động ý niệm, chuẩn bị biến thành nhỏ, sau đó hắn trừng to mắt, vì sao lại? Không được, nói nhảm, lực lượng thần thức thiên tôn cảnh của hắn mà muốn áp qua thiên đạo cảnh của thường hy có mà có quỷ, hắn không kịp rồi. Ống sàng mở ra, năm, sáu, sáu, lớn, ha ha, cậu Diệp, xem ra hôm nay cuối cùng vẫn là. Lời nói của Ung Thiên Thành đột nhiên dừng lại, hai mắt trừng to, vẻ mặt không thể tin được. Cái gì? hắn hô lên anh uông xem ra cuối cùng ta vẫn là người cười cuối cùng rồi diệp thiên giật nhếch miệng cười một tiếng ông toàn bộ chip lấy đến trước mặt mình sau đó ngồi ở đó bắt chéo hai chân cười mà như không cười nhìn hắn hung thiên thành cả người run rẩy ngươi hai cuối cùng vẫn là ta thắng hôm nay kiếm không ít nha về nhà thôi diệp thiên giật duỗi vai một cái đúng lúc này một bóng người chậm rãi đi tới, khí thế mười phần. Nhìn thấy hắn, không chỉ nhân viên, dân cờ bạc cũng nhao nhao hành lễ. Bái kiến ung gia chủ. Đôi mắt của Diệp Thiên Dật cũng nhìn sang. Người đàn ông trung niên, rất oai phong, rất lẫm liệt, có thể thấy lúc tuổi còn trẻ chắc là rất tuấn tú, có một áp lực rất lớn, đó là một người có khí chất cao siêu. Cha! Ung Thiên Thanh kìm nén cái tay đang run rẩy của mình và hành lễ hắn không thể hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại sao lão trương lại thất bại nữa rồi con mẹ nó chứ chẳng lẽ hắn là nội gián sao đồ cẩu tặc hắn ta chắc chắn là nội gián thảo nào những tên không ra gì này lại có thể đến sòng bạc của hắn chắc hẳn là lão trương đã liên hợp với diệp thiên giật cẩu tặc đôi mắt như chim ưng của ung Diệp dương quét qua bạch hàng tuyết thi gia nhất và những người khác và khi họ lại nơi khuôn mặt của diệp thiên giật Lông mày của hắn đột nhiên nhíu lại. Chính là hắn. Trong bữa tiệc của nữ hoàng Cửu Thiên, hắn đã từng nhìn thấy người này, Diệp Thiên Dật, lúc đó tài sắc vẹn toàn. Ngay cả nữ hoàng Cửu Thiên cũng mắc nợ hắn ta một cái nhân tình, chính hắn đã đại sát tứ phương tại chính địa bàn của mình sao? Hừ. Vậy thì sao chứ? Sau đó ánh mắt rơi vào trên người Mộ Thiên Tuyết, đồng tử hơi co lại, cô gái này có chút không bình thường. Giống như Diệp Thiên Dật trong có chút đặc biệt cho đến khi ánh mắt của hắn rơi vào thường hy con ngươi lại co rút thêm một lần nữa đôi mắt của nàng tại sao cái khí chất của nàng lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ hắn không biết thường hy bởi vì hắn chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt của thường hy và cũng chẳng có mấy người được nhìn thấy thực sự là rất kỳ lạ đừng đừng là ôn dịch dương mà lại bị mấy người trẻ tuổi này gây ra cảm giác áp bức và một điều là hợ nữa có vẻ như màn trình diễn của Diệp Thiên Dật đêm đó khiến hắn cảm thấy hơi bất ngờ, và sự tỏa sáng của Diệp Thiên Dật lại khiến hắn thật có chút ghen tị, nhưng nghĩ kỹ lại, dù thế nào hắn cũng chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi. Ha ha, hóa ra là cậu Diệp, thật may mắn khi được gặp cậu ở đây. Ung Dịch Dương mỉm cười và khẽ chấp tay hành lễ với Diệp Thiên Dật. "Hả? Tất cả mọi người." "Đúng vậy, tất cả mọi người đều sững sờ, Ung Thiên Thanh cũng chết lặng." Cha hắn có thân phận gì? Dịp thiên giật lại là thứ gì? Làm sao mà cha hắn lại có thể đối xử với hắn nhã nhặn như vậy chứ? Những người khác cũng vô cùng bàng hoàng. Hôm nay đúng là gặp quỷ rồi. Ung dịch dương không còn cách nào khác. Tuy rằng trong lòng kinh thường, nhưng dù sao dịp thiên giật cũng là ân nhân của nữ hoàng bệ hạ. Đôi mày cao có của thường hy từ từ giãn ra. Ung dịch dương này vẫn có chút suy nghĩ, nhưng... Bái kiến ung gia chủ. Diệp Thiên Dật cũng chấp tay hành lễ lại. Cậu Diệp có thể đến nơi nhỏ bé như sòng bạc của ta đây, thật là rồng đến nhà tôm, đúng lúc không có việc gì để làm, hay là cậu Diệp và ta chơi với nhau vài ván, thế nào? Nhìn bề ngoài, Ung Dịch Dương có vẻ như đang rất hài hòa với Diệp Thiên Dật, nhưng muốn thắng mấy chục tỷ của Ung Gia Ư, nằm mơ đi, thường hy khẽ thở dài. Diệp Thiên Dật nói đúng, những gì nàng làm với tư cách là một nữ hoàng thực sự kém xa nàng không quan tâm đến ung gia hay thậm chí là cuộc sống của ung gia về lý do thì chỉ có nàng biết một trong những lý do nàng đến đây hôm nay với dịp thiên dật là vì một kế hoạch của nàng nhưng cảnh tượng này khiến nàng mơ hồ nhận thấy rằng nhiều gia tộc khác cũng rất có thể làm như vậy thật xấu hổ làm sao đây vẫn là tại thành cửu châu thiên nơi ngay trong tầm mắt của nàng bề ngoài thì bầu không khí có vẻ rất tốt nhưng trên thực tế lại rất tệ nàng đã thực sự làm không tốt vị trí nữ hoàng này diệp thiên giật cười nói quân gia chủ ta đã thắng rất nhiều tiền chơi nữa không biết có thắng được không ta không định chơi nữa kiếm đủ rồi quân dịch dương trong lòng rủa thầm sau đó cười nói không sao lỡ đâu cậu Diệp lại thắng nhiều hơn thì sao diệp thiên giật nhún vai được rồi vậy thì hơi một ván thế nào không vấn đề gì quân dịch dương tình cờ ở gần đó sau đó hắn nhận được tin nhắn của người ở đây nói rằng thiếu gia đã thua mất 5 tỷ nên vội vàng chạy tới xem. Trong khoảng thời gian chạy tới đây thì hắn lại thua thêm 15 tỷ nữa rồi. Lúc này Uông Thiên Thanh nói nhỏ vào tai cha mình, cha, lão trương có thể đã cấu kết với bọn họ lừa tiền của chúng ta. Bởi vì, Uông Dịch Dương đột nhiên nhíu mày, sau đó khẽ gật đầu. Tin hay không, có một chút, mấy người trước mặt còn trẻ như vậy, làm sao có thể lên đến thánh quân cảnh ngũ giai chứ cho dù có là thiên tài trong các thiên tài cũng nhất định không thể lên đến ngũ giai bởi vì thuộc tính tinh thần của lão trương thì những thánh quân cảnh dưới ngũ giai có các thuộc tính khác cũng không bao giờ có thể so sánh được với hắn cho nên lời nói của con trai hắn có lẽ là thật lão trương không phải người của ung gia tuy nhiên đã ở ung gia nhiều năm quả thực rất trung thành nhưng dù sao hắn cũng không phải người ung gia sẽ không bao giờ có thể tin tưởng tuyệt đối, nhưng kỳ lạ là cảnh giới của lão trương không hề thấp, người đã ở cảnh giới này rồi thì chắc hẳn cũng không cần tiền, trừ phi hắn hưởng thụ cuộc sống vật chất, còn ung dịp dương thì khác, hắn cần phải nuôi cả một gia tộc lớn như thế, cho nên tiền bạc rất quan trọng. Nếu như hắn thật sự phản bội ung gia, có lẽ là vì dịp thiên giật cho hắn nhiều lợi ích hơn sao.